Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 92. Lúc này tên họ Dương nào đó nhìn Lâu Hải Đường, nuốt nước bọt ừng ực. Thật ra hắn cố ý đưa ra yêu cầu này cho Lâu Hải Đường, bởi vì hắn nghe thấy đối phương nói ngươi nói gì ta đều phối hợp với ngươi. Vì vậy, tên họ Dương nào đó nhớ tới ba lần bốn lượt bị Lâu Hải Đường đe dọa, bèn đưa ra yêu cầu này. Không ngờ Lâu Hải Đường thật sự cởi hết y phục, trần truồng trước mặt hắn. Lúc này tên họ Dương nào đó cực kỳ đắc ý, nghĩ tới một câu nói, đắc tội ai cũng đừng đắc tội bác sĩ, ở thời khắc sinh tử của bạn, bác sĩ sẽ biến một con rồng thành một con sâu. Hiện tại hắn và Lâu Hải Đường đang ở trong tình huống này. Mà quả thật hiện tại hắn là bác sĩ chuyên chữa trị cho người tu chân. Quả nhiên hắn bảo Lâu Hải Đường làm gì, nàng ta sẽ làm nấy. Đây là quan hệ tâm lý giữa bệnh nhân và bác sĩ. Hắn cũng biết Lâu Hải Đường không có lựa chọn nào khác. Nếu là lúc bình thường, hắn dám nói ra mấy lời này thì đã bị nàng ta tát chết từ lâu rồi. Cho nên Dương Bách Xuyên không dám quá trớn. Hắn rất buồn cười nhưng chỉ có thể nhịn. Chẳng may Lâu Hải Đường nhìn ra gì đó thì chưa biết chừng hắn sẽ bị băm nát. Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng, nhưng nét mặt vẫn căng cứng. Hắn vung tay lấy kim bạc ra, tên họ Dương nào đó nuốt nước miếng nhìn cơ thể trắng như ngọc của Lâu Hải Đường, sau đó hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi ý nghĩ vớ vẩn, bắt đầu châm kim. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, thúc dục chân khí phong tỏa khiếu huyệt và kinh mạch là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần thoáng chốc là hoàn thành. Nhưng khoảng thời gian thoáng chốc ấy lại là một trải nghiệm kỳ diệu đối với hắn và Lâu Hải Đường. Trong lúc châm cứu, hắn khó tránh khỏi chạm vào cơ thể ngọc ngà của Lâu Hải Đường. Thật sự là lòng bốc hỏa, quá đỗi dày vò. Hắn thầm nghĩ nếu biết trước thì hắn sẽ không yêu cầu đối phương cởi đồ, con mẹ nó thế này là tự chuốc khổ vào thân. Hắn không phải thánh nhân, sao có thể không kích động trong tình cảnh này? Nếu không phải là đang giải độc cho Lâu Hải Đường, thì Dương Bách Xuyên muốn đẩy ngã đối phương rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Lâu Hải Đường là tu sĩ đại thừa kỳ, có cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám. Về phần Lâu Hải Đường, thật ra nàng ta cũng không khá hơn Dương Bách Xuyên là bao. Từ nhỏ nàng ta đã chịu ảnh hưởng từ sư phụ, không động lòng với bất kỳ nam nhân nào, thậm chí không hiểu thế nào là âm dương hút nhau. Thế nhưng khi Dương Bách Xuyên châm cứu, hay nói chính xác hơn là từ khi quen biết Dương Bách Xuyên đến giờ, nàng ta đã cảm nhận được sự huyền diệu của định luật âm dương hút nhau. Mỗi lần Dương Bách Xuyên châm kim đều chạm vào cơ thể Lâu Hải Đường, làm cho nàng ta run lên, run từ trong ra ngoài. Trong lòng trào dâng một cảm giác trước giờ chưa từng trải nghiệm, thậm chí còn. Lâu Hải Đường khát vọng cảm giác này từ tận sâu tâm hồn, nó còn tốt đẹp hơn mỗi lần nàng ta tu luyện đột phá bình cảnh. Lúc này, nàng ta nảy sinh nghi ngờ cực độ đối với lời dạy của sư phụ. Sư phụ nói nam nhân không đáng một đồng, thậm chí rất đáng sợ. Nhưng Lâu Hải Đường lại có trải nghiệm tuyệt vời trước nay chưa từng thấy ở Dương Bách Xuyên. Nàng ta nhắm chặt hai mắt, khi Dương Bách Xuyên châm cứu, cơ thể Lâu Hải Đường không ngừng run rẩy, nếu không phải nàng ta chặt chặt răng thì e là sẽ hét lên. Trong lòng vừa khát vọng cảm giác Dương Bách Xuyên châm kim qua đi, lại vừa hy vọng cảm giác này đừng ngừng lại. Vô cùng mâu thuẫn. Một khắc sau Dương Bách Xuyên dừng tay, thậm chí Lâu Hải Đường còn cảm thấy hơi hụt hẫng. Toàn thân nàng ta đổ mồ hôi lạnh, làn da trắng nõn hơi ấm nóng trông càng thêm hồng hào. Cực kỳ quyến rũ. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên cất lời, uống đan hóa thần cửu chuyển đi. Giữ vững tâm thần, ta phải cho nguyên thần xuất khiếu tiến vào biển ý thức của ngươi. Lâu Hải Đường như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, nhẹ giọng nói, được. Sau đó, nàng ta uống đan hóa thần cửu chuyển. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng hít sâu một hơi, trong lòng thầm niệm nguyên thần xuất khiếu. Một giây sau, nguyên thần của hắn xuất khiếu, chui vào trán của Lâu Hải Đường, tiến thẳng vào biển ý thức của nàng ta. Chấm chấm chấm. Trong biển ý thức của Lâu Hải Đường vẫn là dáng vẻ như lần trước nguyên thần của Dương Bách Xuyên tiến vào, là một thế giới tràn ngập sương mù trắng xóa. Hình người như được tạc bằng băng là nguyên thần của Lâu Hải Đường đứng trong biển ý thức. Sau đó, chín tia sáng lao vút tới. Dương Bách Xuyên biết đây là dược lực của đan hóa thần cửu chuyển,
dược lực thần hồn vừa tinh khiết vừa mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên lập tức nói với nguyên thần của Lâu Hải Đường, gỡ bỏ phòng ngự nguyên thần của ngươi để cho dược lực tiến vào nguyên thần. Đừng lo, có ta ở đây, không sao đâu. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã lập một kết giới hình tròn xung quanh nguyên thần của Lâu Hải Đường với bán kính 3 mét, để phòng băng phách thiên tàm trong nguyên thần của nàng ta khuếch tán ra ngoài. Ta biết rồi, nguyên thần của Lâu Hải Đường nhẹ giọng đáp. Sau đó, một tầng băng bao bên ngoài nguyên thần của Lâu Hải Đường tan ra. Rắc rắc. Đó vốn dĩ là một tầng thần hồn lực, nhưng bị hàn khí của độc băng phách thiên tàm đóng băng. Sau khi Lâu Hải Đường gỡ bỏ, một tầng băng rơi ra. Ngay sau đó, một cơ thể nữ nhân trần truồng xuất hiện. Dương Bách Xuyên biết đây là nguyên thần của Lâu Hải Đường. Chỉ có điều lúc này trên khắp nguyên thần của nàng ta đầy những vết đốm sặc sỡ, đó là độc băng phách thiên tàm. Việc phải làm lúc này là dùng dược lực của đan hóa thần cửu chuyển loại bỏ hết chất độc này. Việc Dương Bách Xuyên phải làm là ổn định độc băng phách thiên tàm dưới sự phản vệ sau khi gặp dược lực. 7 phần độc đã xâm nhập vào nguyên thần suốt nghìn năm, độc tính lớn vô cùng. Hắn cũng không biết liệu dược lực có chống đỡ được sự phản vệ của độc tính hay không. Nếu chống đỡ được thì tốt, không chống đỡ được thì chính là lúc hắn ra sức. Đây cũng là những gì Dương Bách Xuyên đã nói với Lâu Hải Đường. Chỉ nắm chắc 5 phần, những nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, tuy nhiên Dương Bách Xuyên không nói với Lâu Hải Đường. Đương nhiên hắn biết đây là lời hứa dành cho Lâu Hải Đường. Lâu Hải Đường từng giúp đỡ hắn trong chuyện Lệ Gia, cho nên dù liều mạng hắn cũng phải giúp Lâu Hải Đường. Điều này là chắc chắn. Hiện tại chỉ mong dược lực có thể chống đỡ được sự phản vệ của độc tính. Chấm chấm chấm. Sau khi Lâu Hải Đường gỡ bỏ tầng phòng ngự nguyên thần, sức mạnh của đan dược lập tức đụng vào nguyên thần của nàng ta. Á! Nháy mắt Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lâu Hải Đường. Đây là chuyện nằm trong dự đoán. Dù sao cũng là độc nguyên thần đã thâm nhập sâu, dược lực và độc lực đụng độ là một quá trình so đấu xem bên nào có thể loại bỏ bên nào. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên tạo một thủ ấn y đạo, đánh tới nguyên thần của Lâu Hải Đường. Lúc này hắn phải giúp ổn định nguyên thần của Lâu Hải Đường. Dược lực của đan hóa thần cửu chuyển chia làm 9 phần năng lượng. Bên trong nguyên thần của Lâu Hải Đường phóng ra độc băng phách thiên tàm. Hai loại năng lượng này bắt đầu đấu đá nhau. Nguyên thần của Lâu Hải Đường không ngừng run rẩy. Từng thủ ấn thần hồn của Dương Bách Xuyên đánh lên nguyên thần. 9 phần năng lượng của đan dược bị độc tính áp chế và phản phệ. Hắn không ngừng dùng sức mạnh thần hồn DN ra ấn thần hồn giúp dược lực loại trừ độc tính. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì vô cùng tiêu hao thần hồn. Lúc này Dương Bách Xuyên giống như một nhân viên cứu hỏa, nơi nào cần thì chạy tới nơi ấy. Ban đầu lực phản phệ vô cùng lớn, hắn dốc sức đánh ra từng thủ ấn thần hồn để hỗ trợ năng lượng của đan dược. Liên tục không biết mệt mỏi, lặp đi lặp lại. Mới đầu lực phản phệ của độc băng phách thiên tàm vượt quá tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Hắn cứ tưởng có thể nắm chắc 5 phần, nhưng bây giờ xem ra 3 phần còn chưa tới. Sau khi đánh ra không biết bao nhiêu pháp quyết thần hồn, nguyên thần của Dương Bách Xuyên bắt đầu mệt mỏi. Nhưng hắn biết mình không thể dừng lại. Nguyên thần của Lâu Hải Đường đã kêu gào thảm thiết bên tai rất lâu, nàng ta còn thảm hơn. Dù sao cũng bị hai loại năng lượng hùng hậu đánh nhau trong cơ thể. Không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn từ tận sâu nguyên thần ấy. Vì vậy, mặc dù nguyên thần đã mệt mỏi nhưng Dương Bách Xuyên vẫn kiên trì. Tốc độ hắn đánh ra năng lượng nguyên thần càng lúc càng chậm, độc băng phách thiên tàm đã chiếm lợi thế trong trận đấu với thần hồn cửu chuyển, vậy mà hắn đã cạn kiệt sức lực rồi. Dương Bách Xuyên cảm thấy nguyên thần của mình sắp cạn kiệt. Nguyên thần của Lâu Hải Đường vẫn kêu gào thảm thiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến cuối cùng, nguyên thần của nàng ta còn không la hét nổi, trở nên mờ dần. Dương Bách Xuyên vẫn cắn răng kiên trì. Theo lý thuyết, chỉ cần dược lực của đan hóa thần cửu chuyển chưa tiêu hao hết thì vẫn có thể thắng độc băng phách thiên tàm. Tuy nhiên, chính hắn cũng cảm thấy lý thuyết này rất thiếu thuyết phục. Tiểu đệ đệ dừng lại đi, tỷ tỷ cam chịu số phận rồi, ngươi đừng tiêu hao thần hồn nữa. Một mình ta chết là đủ rồi, đừng kéo theo mạng của ngươi. Độc tính mạnh mẽ, ngươi đã cố gắng hết sức rồi, tỷ tỷ không trách ngươi. Nguyên thần của Lâu Hải Đường vô cùng suy yếu,
nói với Dương Bách Xuyên. Làm cho nguyên thần của Dương Bách Xuyên bỗng run lên, bỗng dưng trong lòng hắn sinh ra nỗi uất hận và không chịu khuất phục, đừng nói linh tinh, ta chắc chắn có thể cứu ngươi, đây là lời hứa của một nam nhân. Ngươi đã giúp ta làm chuyện của ta, ta phải giúp ngươi giải độc, không được thì ta sẽ chết chung với ngươi. Nghe lời nói rất nam nhân của Dương Bách Xuyên, nguyên thần của Lâu Hải Đường hơi run lên, chưa từng có ai nói lời như vậy với nàng ta, những đồng môn như tỷ muội của nàng ta cũng chưa từng nói. Có thể tu luyện đến tu vi đại thừa, Lâu Hải Đường đã trải qua vô số sinh tử. Tỷ muội đồng môn cho là thân nhất từng gặp phải cảnh khốn khó sinh tử với nhau đều chưa từng nói ra một câu ấm lòng, chỉ đổi lại phản bội. Trong con đường nhân sinh của nàng ta từng có ba cảnh khốn khó sinh tử khắc sâu trong lòng, đều là tỷ muội sư môn trong lòng nàng ta. Người được Lâu Hải Đường coi là tỷ muội bằng hữu cũng chưa từng nói với nàng ta sống chết có nhau, huống hồ là đại nam nhân như Dương Bách Xuyên. Cho nên sau mấy lần bị phản bội, tính cách của Lâu Hải Đường cũng trở nên thay đổi thất thường, đối với bất cứ ai đều không tin tưởng. Lời nói này của Dương Bách Xuyên giống như đã đánh vỡ phòng ngự thủy tinh nội tâm trong lòng nàng ta, răng rắc tan vỡ. Giờ phút này nàng ta bỗng dưng cảm thấy giống như có một nhận thức rõ ràng đối với Dương Bách Xuyên, hoặc nói là trong lòng đã hiểu rõ tại sao nàng ta luôn không tự chủ tò mò về Dương Bách Xuyên, muốn đi trêu chọc hắn. Hình như, đây chính là tình, hoặc là thiện cảm mà sư phụ từng nói. Chỉ là trong lời của sư phụ nàng, chưa từng có lời nói tốt đẹp về nam nhân, tất cả đều kinh khủng, bây giờ Lâu Hải Đường biết lời của sư phụ chưa chắc đã đúng hết. Ít nhất lúc này nàng ta có thể cảm nhận được lời Dương Bách Xuyên nói rất chân thành, là tu vi đại thừa cảnh, nàng ta vẫn cảm nhận được điều này, Dương Bách Xuyên không có nói dối. Hắn cũng đang làm như vậy. Nói không cảm động, đó là giả. Yên lặng một lúc, Lâu Hải Đường yếu ớt nói, tiểu đệ đệ đừng uổng phí sức lực nữa, người có thể nói ra lời này, tỷ tỷ chết cũng không tiếc. Biết không, tỷ tỷ chưa từng gặp một người có thể khiến tỷ tỷ ấm lòng, ngươi là người đầu tiên, ha ha, thu tay đi, ta đã là lão quái vật tu luyện hơn nghìn năm, cũng coi như là sống đủ rồi. Độc băng phách thiên tàm này hành hạ ta nghìn năm, ta không phục vận mệnh như vậy, dày vò nghìn năm. Thật ra rất nhiều người đều nói không thể giải. Ta chưa từng cam chịu số phận, bây giờ xem ra đúng là ông trời muốn mạng của ta, bỏ đi. Lời phía sau của Lâu Hải Đường càng ngày càng yếu ớt, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất nôn nóng. Hắn từng đồng ý với Lâu Hải Đường phải làm được, nhưng mà lúc này tình huống càng ngày càng tồi tệ, độc băng phách đã đến rìa mất khống chế, cho dù là sức mạnh thần hồn của bản thân hắn cũng đã đến mức đèn cạn dầu rồi. Bây giờ nghe thấy lời muốn từ bỏ trước khi chết này của Lâu Hải Đường, vậy mà không ngờ nàng lại suy nghĩ cho hắn, là một nữ nhân, là một tu sĩ đại thừa cảnh, có thể nói ra lời này, trong lòng Dương Bách Xuyên càng bất an hơn. Nếu như hôm nay Lâu Hải Đường chết, hắn sẽ bất an cả đời, nói cho cùng là hắn không làm được lời đã hứa với nàng ta. Lão tử chưa cho ngươi chết, thì Diêm Vương đừng hòng thu ngươi, ta không tin không diệt được một độc, a, diệt cho ta. Dương Bách Xuyên giống giận, sức mạnh thần hồn bùng phát mạnh mẽ, hít một hơi trong tay đánh ra từng pháp quyết vào nguyên thần ảm đạm của Lâu Hải Đường, hắn cũng bắt đầu liều mạng. Dương Mỗ cũng là người bướng bỉnh, chuyện hắn đã xác định thì 10 con trâu cũng không kéo về được. Liều mạng thúc giục sức mạnh thần hồn đánh ra pháp quyết áp chế độc băng phách thiên tàm ở nguyên thần của Lâu Hải Đường, thế nhưng lại phát hiện hiệu quả quá nhỏ, hoàn toàn không thể ngăn cản độc băng phách càng ngày càng mạnh mẽ. Địch, ta lại không tin. Dương Bách Xuyên mắng chửi. Trong lòng quyết tâm, bỗng nhiên hai tay trực tiếp dán lên nguyên thần của Lâu Hải Đường, thúc giục thần hồn, lại làm ra một quyết định gan to bằng trời. Ngay sau đó hắn bắt đầu hấp thụ độc ở nguyên thần của Lâu Hải Đường, hấp thụ độc băng phách ở nguyên thần của Lâu Hải Đường lên nguyên thần của chính mình. Đây đã không phải là vấn đề to gan nữa, mà là đầu óc có bệnh. Nhưng mà, đây là cách duy nhất, cũng hình như là cách hiệu quả nhất hắn nghĩ ra được. Làm như vậy quả thật có thể cứu Lâu Hải Đường. Theo hắn nghĩ, cũng coi như đã hoàn thành lời hứa của bản thân rồi. Trực tiếp hấp thụ độc băng phách thiên tàm ở nguyên thần của Lâu Hải Đường chuyển đến nguyên thần của hắn. Như vậy Lâu Hải Đường chắc chắn được cứu, nhưng mà độc băng phách sang nguyên thần của hắn, đến lúc đó sẽ là tình huống gì, Dương Bách Xuyên không biết. Nhưng chắc chắn không có kết cục tốt.
Đường đường cao thủ đại thừa cảnh đều bị loại độc này dày vò tới chết đi sống lại, huống hồ bây giờ hắn mới là một tu sĩ vừa bước vào hợp thể cảnh. Nhưng mà Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều, hoặc nói là hắn nghĩ rồi, nhưng cố tình không nghĩ vào sâu. Hắn đã nói không cứu được Lâu Hải Đường, thì sẽ chết cùng với Lâu Hải Đường, vậy còn quan tâm bản thân hắn sao? Cho nên Dương Mỗ rất nam nhân một hồi, chính là để hoàn thành lời hứa với Lâu Hải Đường, hắn nói lời giữ lời, hoàn thành lời hứa với người khác trước rồi nói sau, cái khác hắn không nghĩ nhiều, đó là chuyện sau này rồi. Dương Bách Xuyên, ngươi làm gì? Bỗng nhiên Lâu Hải Đường phát hiện đau khổ ở nguyên thần đã ít đi, ngay sau đó phát hiện độc băng phách thiên tàm ở nguyên thần của nàng ta vậy mà bị Dương Bách Xuyên hấp thụ đến nguyên thần của hắn. Dừng tay, ngươi sẽ chết đấy, độc mà cả ta cũng không chống đỡ được, ngươi đừng cậy mạnh, mau dừng tay, Lâu Hải Đường hô to. Đừng kêu nữa, đã muộn rồi, không dừng lại được nữa rồi. Lời lão tử đã nói, thì phải làm được. Dương Bách Xuyên trả lời Lâu Hải Đường, rồi không để ý nữa, bắt đầu chuyên tâm chuyển tiếp độc băng phách trên người Lâu Hải Đường. Lúc này quả thật đã không dừng lại được nữa, trong công pháp vận chuyển, độc băng phách thiên tàm đã đến trên nguyên thần của hắn, đau khổ ở sâu trong linh hồn khiến hắn muốn kêu thảm cũng không phát ra tiếng được. Đau đã không phải trọng điểm, cái còn lại chỉ có lực ý chí đang chống đỡ, không phải muốn dừng lại là có thể dừng lại. Người bị ngốc à? Lâu Hải Đường run giọng nói ra mấy chữ, nguyên thần đều đang nỉ non, lần đầu tiên nàng ta khóc rồi. Ở bên ngoài nhục thể, Lâu Hải Đường nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt trong suốt lăn xuống. Còn trên nhục thể của Dương Bách Xuyên lúc này đã kết ra một lớp băng, đây là thuộc tính hàn khí của độc băng phách thiên tàm, trên khuôn mặt của hắn đã thành màu xanh đen, nếu như nhìn kỹ có thể thấy trên mặt có đốm màu xanh đang lấp lánh. Đặc trưng thật sự của độc băng phách thiên tàm, độc tố vào sâu nguyên thần, tác động đến nhục thể là rất bình thường. Cũng đã chứng tỏ chỗ bá đạo. Lợi hại của độc băng phách thiên tàm. Ở thế giới ý thức hải của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên dựa vào lực ý chí, cuối cùng đã hấp thụ hoàn toàn chuyển độc băng phách thiên tàm ở nguyên thần của Lâu Hải Đường đến nguyên thần của bản thân hắn. Lúc này, sau khi hấp thụ chút độc băng phách cuối cùng trên nguyên thần của Lâu Hải Đường, cuối cùng Dương Bách Xuyên đã buông xuống lực ý chí cắn răng kiên trì, không nhịn được phát ra tiếng thét. A! À. Cả quá trình hấp thụ chuyển tiếp thật ra rất nhanh. Hắn chịu đựng đau đớn vượt qua giới hạn chịu đựng của nguyên thần, nhưng để hấp thụ độc băng phách thiên tàm ở nguyên thần của Lâu Hải Đường thành công, hắn đã cố kiên trì. Nhưng mà sau khi hoàn thành, buông lỏng tâm thần, đã phát ra tiếng thét dài, nháy mắt mất đi ý thức, nguyên thần của hắn lập tức lui ra khỏi người Lâu Hải Đường, chủ động trở về ý thức hải nhục thể của hắn. Dương Bách Xuyên hoàn toàn trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc bồi dưỡng nghìn năm ở nguyên thần của Lâu Hải Đường. Cộng thêm kịch độc sau khi dược lực đan hóa thần cửu chuyển áp chế ngược lại bị độc phản phệ, hắn mạo hiểm chuyển tiếp hết toàn bộ lên nguyên thần của bản thân. Lâu Hải Đường đã được cứu, nhưng hắn lại sắp đi đời nhà ma rồi. Nguyên thần sắp bị độc băng phách thiên tàm phản phệ. Sau khi trở về ý thức hải của mình, Dương Bách Xuyên đã lờ mờ nhận ra, nguyên thần của hắn đang lơ lửng ở ý thức hải. Ảo ảnh của lưỡng nghi thái cực đồ xuất hiện, hắc liên hiện ra. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên nằm trên hắc liên, chịu đựng đau khổ to lớn, khí tức nguyên thần càng ngày càng yếu ớt, chịu đựng sự phản phệ của độc băng phách thiên tàm. Lúc này, Lâu Hải Đường đã mở hai mắt ra, nước mắt trong đôi mắt lăn xuống, nhìn Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng trước mặt, đã hoàn toàn không cảm nhận được sức sống. Giờ phút này, hai mắt Lâu Hải Đường đỏ ngầu, lẩm bẩm tự nói, sư phụ, ngươi nhìn thấy không, không phải mỗi một nam nhân đều là hạng người vô tình, hắn. Là có tình. Trong cảm nhận của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên đã chết rồi, nàng ta biết độc băng phách thiên tàm sau khi bồi dưỡng nghìn năm ở nguyên thần của nàng ta, cộng thêm dược lực phản phệ hôm nay đã lớn tới mức không thể tưởng tượng, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không chịu đựng nổi. Lúc này, Lâu Hải Đường đang khóc. Mà nàng ta không biết bây giờ trong người Dương Bách Xuyên lại xảy ra thay đổi lớn. Trên tử phủ lưỡng nghi, đan điền của Dương Bách Xuyên, ánh sáng của mệnh tinh Thái Dương bùng lên, sau đó chuông Đông Hoàng hiện ra từ trong mệnh tinh Thái Dương, phù văn trên chuông Đông Hoàng lưu chuyển, ngay sau đó đã hóa thành một lưu quang bay vào ý thức hải của Dương Bách Xuyên. Một chuông Đông Hoàng cổ xưa hiện ra trên nguyên thần của Dương Bách Xuyên, hoàn toàn bao phủ nguyên thần của hắn ở trong.
phù văn xuất hiện trong đan điền bay vào ý thức hải của Dương Bách Xuyên, ảo ảnh chuông Đông Hoàng được hình thành lấp lóe bao phủ trên nguyên thần của Dương Bách Xuyên, tản ra ánh sáng vàng lấp lánh. Chuông Đông Hoàng cổ xưa bắt đầu xoay chuyển không ngừng, vào lúc này, trên nguyên thần của Dương Bách Xuyên đã bay ra từng sợi khí đen, trong những khí đen này mang theo lốm đốm màu sắc. Nếu như bây giờ ý thức của Dương Bách Xuyên còn tỉnh táo, thì chắc chắn sẽ nhận ra những đốm màu sắc trong khí đen này thật ra chính là độc băng phách thiên tàm. Đúng lúc này Hắc Liên chợt lóe ô quang, nữ tử Hắc Liên hiện ra trước mặt nguyên thần của Dương Bách Xuyên. Sau khi thấy chuông Đông Hoàng bao phủ trên nguyên thần của Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt nàng lóe qua vẻ kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm tự nói, quả nhiên cảm giác của ta không sai, ngươi quả thật khác với mọi người, có mệnh tinh như vậy bảo vệ, nguyên thần không đáng ngại rồi. Dứt lời, nữ tử Hắc Liên hóa thành ô quang, lại trở về trong Hắc Liên. Còn nguyên thần của Dương Bách Xuyên vẫn được chuông Đông Hoàng bao phủ xoay quanh, chỉ chốc lát, khói đen và lốm đốm trên nguyên thần của hắn đã ít đi rất nhiều. Lại qua một lát nữa, nguyên thần của Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn khôi phục như bình thường, sau đó chuông Đông Hoàng biến thành ánh sáng vàng trở về mệnh tinh đan điền. Tất cả giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong mật thất, Lâu Hải Đường vẫn bi thương thì thầm với cơ thể của Dương Bách Xuyên, hoặc nói là thi thể, trong mắt nàng ta, Dương Bách Xuyên đã biến thành một thi thể. Biết không, từ nhỏ đến lớn không có ai tốt với ta như vậy, cho dù là một câu thân mật cũng chưa từng có, càng đừng nói có người sẽ không cần mạng vì ta giống như ngươi. Tỷ tỷ ta mạnh mẽ cả đời, chưa từng nợ bất kỳ ai cái gì, ngươi nói xem, bảo ta làm sao trả ngươi. Trên mặt Lâu Hải Đường lấp lánh nước mắt. Trong mắt một vùng mông lung. Nếu đã như vậy, hay là tiểu tỷ tỷ ngươi lấy thân báo đáp đi. Ngay lúc Lâu Hải Đường vừa dứt lời, bên tai đã vang lên một tiếng trêu chọc mang theo ý cười. A! À. Lâu Hải Đường đột nhiên giật bắn mình, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn trong nước mắt mông lung, lại thấy Dương Bách Xuyên đang mở mắt tươi cười nhìn nàng ta. Độc băng phách thiên tàm của Dương Bách Xuyên được chuông Đông Hoàng hoặc nói là sức mạnh của chuông Đông Hoàng hóa giải. Tất nhiên hắn đã khôi phục ý thức rồi tỉnh lại. Sau khi nguyên thần khôi phục ý thức, Dương Bách Xuyên tất nhiên cũng biết thì ra là chuông Đông Hoàng trong mệnh tinh Thái Dương tự chủ ra ngoài luyện hóa độc băng phách. Bây giờ hắn mới biết mệnh tinh tượng thần chuông Đông Hoàng của bản thân lại còn có năng lực như vậy, có thể luyện hóa độc thần hồn, nằm ngoài dự tính của hắn. Vốn còn tưởng tượng thần chuông Đông Hoàng trong mệnh tinh Thái Dương chỉ là để trưng bày, không ngờ còn có thần thông như vậy. Bây giờ Dương Bách Xuyên biết chuông Đông Hoàng có tồn tại thần thông tượng thần, hôm nay có thể luyện hóa độc băng phách ở nguyên thần của hắn, chính là ví dụ tốt nhất. Hôm nay chợt ấm đầu, vào lúc then chốt cuối cùng hắn đã chuyển tiếp hấp thụ độc băng phách thiên tàm trên người Lâu Hải Đường sang nguyên thần của hắn để cứu Lâu Hải Đường, cũng là ý kiểu như tướng quân nổi giận vì hồng nhan. Trong lòng hắn đã chuẩn bị tốt bị độc băng phách cắn nuốt, bây giờ sau khi được sống lại, Dương Mỗ nghĩ mà còn thấy sợ. Nhưng nếu có thể lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Nói trắng ra, chính là chủ nghĩa nam nhân quá lớn, cũng là vì đã đồng ý với Lâu Hải Đường sẽ giúp nàng ta, cuối cùng không ngờ đan hóa thần cửu chuyển đều không thể áp chế được độc băng phách thiên tàm. Như vậy quả thật là ngốc nghếch, nhưng Dương Bách Xuyên không phải thật sự hành động theo cảm tính, mà là trong lòng cược một phen, hắn là người có át chủ bài. Nếu không sao hắn dám lấy tính mạng của bản thân ra làm trò đùa thật chứ? Hắn dốc hết toàn lực cứu Lâu Hải Đường, gần như tiêu hao hết sức mạnh thần hồn, cho dù cuối cùng không cứu được, sau khi hắn cố hết sức, thật ra cũng có thể không thẹn với lòng. Mấu chốt là hắn quả thật không cam lòng, khoe khoang khoác lác xong lại không làm được, trong lòng nghẹn hơn rồi. Cho nên hắn cược một phen. Cược át chủ bài của hắn sẽ không để hắn chết. Nói một cách nghiêm khắc hắn có ba át chủ bài giữ mạng. Thứ nhất tất nhiên là sư phụ Vân Thiên Tà. Mặc dù lão đầu lại chìm vào giấc ngủ say sau trận chiến Thiên Nguyên Tông, nhưng mà Dương Bách Xuyên tin rằng nếu hắn thật sự đến giây phút sinh tử, lão đầu chắc chắn sẽ tỉnh lại. Thứ hai, át chủ bài thần bí lớn nhất khắp người hắn, Bình Càn Khôn. Mặc dù đến nay vẫn không nắm bắt được rốt cuộc Bình Càn Khôn là tồn tại gì, nhưng Dương Bách Xuyên biết Bình Càn Khôn có thể hòa thành một thể với hắn, giữa hai người chắc chắn là thể cùng chung vận mệnh. Thật sự đến lúc sinh tử, Bình Càn Khôn sẽ không mặc kệ hắn. Thứ ba, Hắc Liên vừa mới thức tỉnh, Hắc Liên có linh,
tạm thời cũng là cục diện có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với Dương Bách Xuyên. Hắc Liên phải dựa vào thể chất đặc biệt của Dương Bách Xuyên để mạnh lên hoặc nói là khôi phục truyền thừa ký ức Hắc Liên của nàng, nên Hắc Liên cũng sẽ không để hắn chết. Sự thật chứng minh hắn cược đúng rồi. Chỉ là không ngờ, cái ra cứu hắn lại là tượng thần mệnh tinh chuông Đông Hoàng của chính mình. Mà lúc chuông Đông Hoàng cứu hắn, mặc dù ý thức của hắn đang ở trạng thái mơ hồ, nhưng nói cho cùng là nguyên thần nhạy bén, có thể cảm nhận được chuông Đông Hoàng ra tay giải độc. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn lờ mờ nghe thấy nữ tử Hắc Liên cũng xuất hiện, lẩm bẩm tự nói một đoạn, ý đại khái cũng là có thể cứu hắn. Ba át chủ bài giữ mạng lớn ở trên người, Dương Bách Xuyên mới dám cược, cũng cược đúng rồi. Chứ không phải hắn không có đầu óc. Sau khi khôi phục ý thức, thì hắn nghe thấy Lâu Hải Đường thì thầm, hiểu được nàng ta đang đau lòng vì hắn, lời nói ra cũng chân thành, thầm nói, huynh đệ không uổng công liều mạng vì ngươi, cũng coi như đáng rồi. Sau đó đã nói ra một câu lấy thân báo đáp trêu chọc. Lâu Hải Đường sững sờ nhìn Dương Bách Xuyên, sau khi phản ứng lại, nước mắt tràn mi, kìm lòng không đậu ôm lấy Dương Bách Xuyên, nội tâm nàng ta đã bị ngạc nhiên vui mừng lấp đầy. Tỷ tỷ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Lâu Hải Đường ôm lấy Dương Bách Xuyên, khẽ nói bên tai hắn. Trong lòng nàng ta, Dương Bách Xuyên cũng có thể không cần tính mạng vì nàng, trong đời một nữ nhân gặp được một nam nhân chịu chết vì nàng ta, đây là may mắn, không phải mỗi một nữ nhân đều có thể gặp được, cho nên Lâu Hải Đường biết bản thân là người may mắn kia. Nàng đã vứt lời miêu tả về những nam nhân kia từ nhỏ của sư phụ ra khỏi trái tim. Không hề che giấu mà nói ra câu này với Dương Bách Xuyên, tỷ tỷ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì ngươi, bất cứ chuyện gì. Ai nói tu chân giả là phải chém đứt thất tình lục dục, Lâu Hải Đường càng thích tu chân đạo tràn đầy tình người hơn. Dương Bách Xuyên đã ngẩn người từ lâu, lúc bị Lâu Hải Đường ôm đã ngẩn người rồi, hắn càng không ngờ chỉ là một câu trêu ghẹo tiểu tỷ tỷ, lại có được phản ứng lớn như vậy của tiểu tỷ tỷ. Một câu tỷ tỷ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì ngươi khiến cả người hắn run lên, trái tim không có tiền đồ đập điên cuồng. Nguy hiểm hơn là lúc này tiểu tỷ tỷ Lâu Hải Đường vẫn là trạng thái trần truồng, ngoài không thấy ngân châm phong tỏa khiếu huyệt kinh mạch trên người ra, còn lại vẫn giống hệt như lúc trước. Dương Mỗ cảm nhận được sự tiếp xúc của nhiệt độ cơ thể và vài chỗ khiến cả người hắn như thiêu đốt của Lâu Hải Đường, lúc này nội tâm hắn sụp đổ rồi. Nhịn rất lâu, rất vất vả, bắt đầu từ lúc giải độc cho nàng ta đã nhẫn nhịn thử thách định lực, nhưng lúc này hắn không thể nhịn được nữa rồi. Trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn nước mắt trên mặt Lâu Hải Đường, trực tiếp hôn xuống miệng nhỏ trong trắng có hồng. Bùm! Tim Lâu Hải Đường cũng đập tăng tốc, nàng ta không né tránh sự điên cuồng của Dương Bách Xuyên, sau khi bị Dương Bách Xuyên hôn xuống, trong đầu chỉ có một tiếng nổ bùm, rồi chìm vào trống rỗng. Cả người nàng ta run rẩy, từng chút tháo chạy dưới thế công của Dương Mỗ. Trên miệng đáp trả vụng về. Một cảnh xuân cung diễn ra trong mật thất. Lúc nào đó, tiếng hức hức chói tai dao động trong mật thất. Giữa nam nữ phá vỡ cân bằng nội tâm, chính là màu trong suốt, tu chân giả cũng như vậy, nói cho cùng vẫn là người phàm, sao có thể thật sự không có dục niệm. Giống như Dương Bách Xuyên và Lâu Hải Đường, một trận giải độc, sớm đã thành quan hệ đạo lữ. Giải độc cho Lâu Hải Đường trước sau tốn mất hơn 3 tháng. Xong việc hai người cười nói vui vẻ ở quán trọ tinh thần 2 tháng, ngoài phong hoa tuyết nguyệt, giao lưu tu luyện giữa hai bên chắc chắn không thể thiếu, đương nhiên chủ yếu là Lâu Hải Đường chỉ dẫn Dương Bách Xuyên tu luyện, khiến hắn được lợi ích rất lớn. Đối với Lâu Hải Đường, điều nàng ta có được sau việc với Dương Mỗ, là đã thành một cao thủ đại thừa cảnh. Nói không có cảm giác thành tựu là giả, đương nhiên mặc dù hai người quen biết muộn, nhưng chuyện xảy ra lại là sinh tử chấn động lòng người. Khắc sâu trong trí nhớ. Lâu Hải Đường gặp Dương Bách Xuyên, đã tìm được hạnh phúc trong lòng, sau khi tâm cảnh thay đổi lớn, vô tình đạo nàng ta tu luyện ngược lại không giảm còn tăng. Sau khi giải trừ độc nguyên thần, thời gian 2 tháng ngắn ngủi, tu vi đã đạt đến đại thừa sơ kỳ đỉnh phong, cảm nhận được sắp đột phá bình cảnh trung kỳ. Còn Dương Bách Xuyên, dưới sự chỉ điểm của Lâu Hải Đường, hắn đã củng cố tu vi hợp thể cảnh sơ kỳ, được lợi rất nhiều. Ngày nay, Lâu Hải Đường nói với Dương Bách Xuyên nàng ta phải bế quan, lại đưa ra một đề nghị với Dương Bách Xuyên,
một đề nghị khiến tu chân đạo của Dương Bách Xuyên sinh ra bước ngoặt lớn. Ngày mai ta sẽ bế quan đột phá đại thừa trung kỳ, trước khi bế quan, ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lâu Hải Đường giống như một tiểu cô nương, nàng ngồi trên đùi Dương Bách Xuyên, hai tay ôm lấy cổ hắn nói. Ồ, tỷ nói đi ta nghe. Dương Bách Xuyên hôn nàng một cái. Lúc này, hắn thật sự thích Lâu Hải Đường bằng cả trái tim. Loại yêu thích này đến từ sự hiểu biết sâu rộng của Lâu Hải Đường. Hắn nói với nàng bất cứ chuyện gì, nàng đều có thể đưa ra ý kiến, hơn nữa còn rất tôn trọng hắn. Nàng sẽ để ý tới cảm nhận của hắn, cũng có thể giúp hắn tu luyện. Đây là một người phụ nữ ấm áp với phiên bản tu chân. Sự tu luyện của nàng có thể ví như khả năng độc lập tài chính của một người phụ nữ, cảm ngộ về tu chân lại như vị đại tỷ tỷ Uyên Bác. Về tính cách, sau khi ở bên Dương Bách Xuyên, nàng đã bộc lộ hết bộ mặt thật của mình. Có đôi khi giống như chị gái nhà bên, khiến cho người khác ỉ lại. Đôi lúc lại biến thành cô nàng ngây thơ, chọc cho người ta yêu mến. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng Lâu Hải Đường. Khi cần mạnh mẽ nàng sẽ mạnh mẽ, cần đáng yêu thì sẽ đáng yêu, con người nàng như một tiểu tỷ tỷ có thể thay đổi với mọi hoàn cảnh. Dương Bách Xuyên sao lại không thích cho được. Ngược lại, Lâu Hải Đường cũng cảm nhận được hạnh phúc từ trên người Dương Bách Xuyên, hoặc đúng như Dương Bách Xuyên nói, đó chính là tình yêu. Nàng thích hắn, không chút do dự. Chấm chấm chấm. Lâu Hải Đường nhìn Dương Bách Xuyên nhìn bằng ánh mắt đầy dịu dàng nói, hiện tại tu vi của ngươi là hợp thể sơ kỳ, hơn nữa, dù là tử phủ hay mệnh tinh thần tượng thì ngươi đều khác hẳn với người thường, thế nên ta nghĩ ngươi nên tới Tinh Hải Thái Hoang xem thử. Tinh Hải Thái Hoang, đó là nơi nào? Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy cái tên này. Lâu Hải Đường gật đầu rồi nói tiếp, Tinh Hải Thái Hoang là vùng đất chủ phú được truyền lại từ kỷ nguyên khai thiên. Đó cũng là nơi bí ẩn nhất của Tinh Cương Ngân Hà, mọi người đều biết tu chân giới là một thế giới vô biên, chia thành 9 đại tinh cương Ngân Hà mà chúng ta đang sống chỉ là một trong 9 đại tinh cương. Ở mỗi một tinh cương khác sẽ có vô số những thế giới nhỏ, 9 tinh cương được nối với nhau bằng các thế giới nhỏ kia, nhưng tương đối mà nói thì tất cả đều là thế giới có nền văn minh truyền thừa. Mà Tinh Hải Thái Hoang lại là nơi không hề có văn minh truyền thừa. Cũng không có thế giới nào được ghi chép ở La Bàn Tinh Hải. Dương Bách Xuyên nghe xong thì có chút sửng sốt, hắn biết La Bàn Tinh Hải, sau khi tới tu chân giới, Lý Phượng Ngọc đã nói cho hắn biết một số chuyện ở đây, La Bàn Tinh Hải chính là một trong số đó. Theo như những gì Lý Phượng Ngọc nói, La Bàn Tinh Hải có thể ghi chép lại bất kỳ địa phương nào, hơn nữa tu vi thấp nhất để luyện chế La Bàn Tinh Hải thì cũng phải đạt tới Đại Thừa. Bởi vì chỉ có tu sĩ đạt trên đại thừa mới có thể ngao du tinh hải, đi tới bất cứ đâu bao gồm cả vô số những thế giới nhỏ, La Bàn Tinh Hải có thể xác định được một nơi lớn như thế giới nhỏ, nhỏ như một nơi nào đó trong thế giới nhỏ, chỉ cần đã đi qua thì đều có thể ghi lại. Ở tu chân giới có một La Bàn Tinh Hải, chẳng khác nào có kim chỉ nam ở hoang mạc và đại hải. So sánh ra thì La Bàn Tinh Hải sẽ cặn kẽ hơn, nếu như không có La Bàn Tinh Hải. Cho dù là tu sĩ có tu vi đại thừa thì cũng có thể lạc đường. Với những tu sĩ cấp thấp mà nói, có La Bàn Tinh Hải trong tay, khi ra ngoài rèn luyện, cho dù tu chân giới có lớn tới đâu cũng sẽ không mất phương hướng. Tác dụng của La Bàn Tinh Hải chính là định vị phương hướng, nhưng chỉ cần là nơi tu sĩ có thể đi được hoặc là đi qua thì đều sẽ tự động ghi lại, không có một nơi nào là La Bàn không ghi được. Hiện tại, Lâu Hải Đường nói với hắn. Không có ghi chép nào về Tinh Hải Thái Hoang trên La Bàn Tinh Hải, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất tò mò. Rốt cuộc là một nơi như thế nào mới trở nên thần bí trong mắt của Lâu Hải Đường? Hắn nghe Lâu Hải Đường nói tiếp, nếu như nói tu chân giới và vô số những thế giới nhỏ là thế giới có nền văn minh truyền thừa, vậy thì Tinh Hải Thái Hoang chính là man hoang, đó là thế giới cổ xưa và bí ẩn. Vô số tu sĩ đã tới Tinh Hải Thái Hoang. Nhưng chưa một ai có thể làm cho La Bàn Tinh Hải ghi lại nơi này, những gì mã người ở tu chân giới biết về Tinh Hải Thái Hoang đều là do truyền miệng, không có bất kỳ đầu mối ghi chép này, nhưng dường như Tinh Hải Thái Hoang là một thế giới thật sự có tồn tại. Nhiều người từng có ý nghĩ kỳ lạ, ở thời đại xa xôi, tất cả các thế giới đều là một thể thống nhất, chỉ là sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho một thế giới khổng lồ phân chia thành tu chân giới và vô số những thế giới nhỏ, Tinh Hải Thái Hoang.
Chính vì không có ghi chép nào về tinh hải Thái Hoang nên mọi người cũng không biết nhiều, chỉ biết Thái Hoang là thế giới thời hoang cổ, rất rộng lớn, lớn tới mức không ai nói rõ được. Nhưng mà 9 đại tinh cương đều liên thông với tinh hải Thái Hoang, bất cứ một tinh cương nào cũng có thể tiến vào thế giới cổ xưa kia, đó là một thế giới mênh mông chứa đầy cơ duyên, tương ứng là tràn ngập nguy hiểm. Thật ra, nguyên thần của ta cũng bị trúng độc ở tinh hải Thái Hoang, độc băng phách thiên tàm được xưng là một trong 10 loại dị độc của tu chân giới, nhưng ở tinh hải Thái Hoang lại rất bình thường. Có người cho rằng, tinh hải Thái Hoang giống như một vùng đất lưu đày, nơi đầy ải những sinh vật tội ác của thời kỳ loạn lạc. Tóm lại, tinh hải Thái Hoang là một nơi thần bí, cũng là thánh địa mạo hiểm của mỗi một người tu luyện. Từng có tin đồn, tinh hải Đại Hoang có dấu tích của tiên nhân, cũng rất nhiều người đã tiến vào tinh hải Thái Hoang, đây là vùng đất bí mật của tu chân giới. Người ta truyền tai nhau kể lại, có người tìm thấy bí pháp thành tiên ở tinh hải Đại Hoang, người vài nghìn năm cũng không đột phá nổi bình cảnh, nhưng sau khi vào tinh hải Đại Hoang thì lại đột phá, vượt qua đại thiên kiếp. Có tán tiên không dám độ tán tiên kiếp, nhưng sau khi tới tinh hải Thái Hoang thì lại độ qua tán tiên kiếp, cũng có người không dám độ kiếp mà trốn vào tinh hải Đại Hoang, bởi vì nơi này không có thiên kiếp. Có quá nhiều truyền thuyết liên quan tới tinh hải Thái Hoang, tràn đầy kỳ tích cũng chứa nhiều nguy hiểm, nhưng tất cả đều có một điểm chung, chỉ có bậc kỳ tài ngút trời mới có thể vào tinh hải Thái Hoang, thiên phú yếu kém không có tư cách tiến vào. Muốn vào được tinh hải Thái Hoang thì tu vi thấp nhất cũng phải là cảnh giới phân thần, sau khi đủ tu vi thì phải thông qua thử thách thánh địa Ngân Hà thì mới tới tinh hải Thái Hoang. Hiện tại ngươi là hợp thể sơ kỳ, đây là cảnh giới dung hợp, cũng là cảnh giới đặt nền tảng cho tương lai để vượt qua thiên kiếp. Đại thiên kiếp 10 phần chết 9, thế nên ta hy vọng ngươi sẽ đi tinh hải Thái Hoang, đặt cho bản thân một nền móng vững chắc, ứng đối với đại thiên kiếp. Sau hợp thể sẽ là cảnh giới độ kiếp. Phải nhanh chóng ứng đối được với đại thiên kiếp, tất cả mọi người đều sẽ phải trải qua, nếu không qua được độ kiếp thì sẽ tu con đường tán tiên, không thể quay trở về, không một tán tiên nào có thể vượt qua được tán tiên kiếp nghìn năm một lần, tán tiên 12 kiếp, kiếp sau sẽ mạnh hơn kiếp trước, có thể nói là thần thoại. Mặc dù thiên kiếp thập tử nhất sinh, nhưng dù sao thì vẫn có hy vọng, chỉ cần nền móng của cảnh giới hợp thể đủ vững thì khả năng vượt qua đại thiên kiếp sẽ tăng lên rất nhiều. Ta hy vọng ta và ngươi sẽ cùng nhau bước lên tiên đạo chứ không phải nhìn ngươi không độ được thiên kiếp rồi bước trên con đường tán tiên. Tới tinh hải Thái Hoang ngươi sẽ có được rèn luyện toàn diện và vững chắc nhất, bởi vì bất cứ tu sĩ nào bước tới tinh hải Thái Hoang thì đều là những người xuất sắc ở các cảnh giới lớn, ví dụ như cảnh giới phân thần, thi thoảng ngươi gặp được một hai tu sĩ có cảnh giới ngũ hành phân thân đã cảm thấy họ là thiên tài. Nhưng nếu ngươi vào tới tinh hải Thái Hoang, có thể ngươi sẽ gặp được cả đoàn tu sĩ đều là cảnh giới phân thần ngũ hành, thậm chí, ngươi gặp được cảnh giới cửu tôn cũng không phải là không thể. Còn với cảnh giới hợp thể, tu sĩ có mệnh tinh thần tượng cũng chính là ngũ hành mà thôi, những hạng người mang tư chất nổi bật có minh vương thần tượng như ta, tử vi, phá quân. Tất cả đều rất phổ biến ở tinh hải Thái Hoang. Bởi vì tinh hải Thái Hoang hội tụ tất cả những bậc kỳ tài tới từ vô số những thế giới nhỏ, hay là cửu đại tinh cương. Mỗi một người đều tới từ tông môn, hoặc là một nơi ưu tú, nhưng khi tới tinh hạt Thái Hoang thì họ cũng sẽ biến thành tu sĩ bình thường mà thôi. Người cũng có thể nhìn thấy các truyền thừa tu luyện khác nhau của các gia tộc, đây mới là cơ hội trưởng thành, thế nên ta mong ngươi tới đó một chuyến, có được cơ duyên hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi. 3 ngày sau, người của Tổng Bộ Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần sẽ tới Tửu Lâu Tinh Thần để giao thương vụ, tới lúc đó bọn họ sẽ tới Ngân Hà. Lối vào của tinh hải Thái Hoang cũng ở Ngân Hà. Ngân Hà nằm dưới quyền cai quản của Thánh địa Ngân Hà, đây là một con sông cổ xưa, Thánh địa Ngân Hà cũng được đặt theo tên dòng sông này, tới đó rồi ngươi sẽ biết, đương nhiên có đi hay không là do ngươi quyết định, ta cảm thấy cơ hội rất hiếm có, tháng sau cũng đúng là ngày khảo nghiệm của Thánh địa Ngân Hà, 500 năm mới khảo nghiệm, mở cửa vào tinh hải Thái Hoang một lần, cơ hội không có nhiều, thế nên ta nghĩ ngươi nên đi, ngươi thấy thế nào? Lâu Hải Đường vô cùng nghiêm túc kể cho Dương Bách Xuyên nghe toàn bộ chuyện liên quan tới tinh hải Thái Hoang, nói xong nàng cũng không thúc giục Dương Bách Xuyên mà cho hắn thời gian suy nghĩ, đợi hắn trả lời, nàng không nói cho Dương Bách Xuyên chuyện mình đã bỏ ra một cái giá rất lớn để dành cho hắn một vé. Với Dương Bách Xuyên mà nói, đây là lần đầu tiên mà hắn nghe tới có sự tồn tại của một thế giới tên là tinh hải Thái Hoang, đúng là rất mới mẻ. Hơn nữa,
Hắn biết những gì Lâu Hải Đường nói tới việc chuẩn bị cho thiên kiếp là thật, hắn động tâm, đặc biệt là sau khi nghe Lâu Hải Đường nói, ở Thái Hải Thái Hoang sẽ gặp được những thiên tài xuất chúng tới từ vô số những thế giới nhỏ và cửu đại tinh cương, chỉ vậy thôi đã đủ cho hắn đưa ra quyết định, ai mà không có lòng háo thắng. Hơn nữa, nếu muốn trưởng thành thì bắt buộc phải trải qua rèn luyện, mài giũa, với hắn mà nói thì Tinh Hải Thái Hoang chính là một nơi tốt. Còn về nguy hiểm, Dương Bách Xuyên cảm thấy, trên con đường trưởng thành thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Thế nên đợi Lâu Hải Đường nói xong, hắn đã đáp ta đi. Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra, Lâu Hải Đường nói với hắn nhiều như vậy hoàn toàn là thật lòng muốn tốt cho hắn. Hơn nữa, đúng như Lâu Hải Đường đã nói, đây là một cơ duyên cho hắn. Quan trọng là sau khi Dương Bách Xuyên biết được có rất nhiều bậc kỳ tài tới Tinh Hải Thái Hoang, đây là một chuyện rất hấp dẫn. Từ khi tu luyện, Dương Bách Xuyên đã chịu sự ảnh hưởng của lão đầu, thật ra bề ngoài thì trông hắn có vẻ như rất khiêm tốn, nhưng chỉ riêng hắn mới biết sự kiêu ngạo trong xương cốt của mình. Bây giờ nghe thấy Lâu Hải Đường nói tu chân giới có rất nhiều bậc kỳ tài, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tự hào, muốn xem những nhân vật đó sẽ có phong thái ra sao. Nhưng mà, tình huống hiện tại của tinh thần môn khiến hắn không yên tâm, hắn nói muốn đi nhưng dù sao thì vẫn không yên lòng. Lâu Hải Đường nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Dương Bách Xuyên, nàng mỉm cười, có phải ngươi lo, sau khi ngươi đi thì tinh thần môn sẽ bị Thái Huyền Tông làm khó dễ. Dương Bách Xuyên cười, coi như là thầm chấp nhận, hắn càng ngày càng thích sự thông minh của Lâu Hải Đường. Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm, thật ra lúc đầu ta nói với ngươi, nữ nhi của Lệ Thanh Thiện sẽ báo thù, có thể là thật, nhưng khi nào báo thù, bao giờ Thái Huyền Tông ra tay thì ta chỉ dọa ngươi thôi, không chắc. Thái Huyền Tông được xưng là tông môn đứng đầu phía Bắc, bọn họ cần thể diện, hơn nữa công thêm việc cách đó không lâu bọn họ vừa mới có một cuộc đại chiến với tông môn khác. Xác thực đã tuyên bố phong sơn, chắc chắn là đã dặn dò đệ tử môn hạ không được đi gây sự, thế nên cho dù nữ nhi của Lệ Thanh Thiện biết được Lệ gia diệt môn thì nhiều nhất là tự nàng ta hoặc gọi thêm mấy đồng môn đi báo thù, Thái Huyền Tông sẽ không vì chuyện riêng của một đệ tử mà làm to chuyện, làm vậy sẽ mất đi phong độ của tông môn đứng đầu. Tông môn càng lớn thì càng để ý tới mặt mũi. Thế nên ngươi không cần lo lắng cho tinh thần môn, nếu như ta đã trở thành nữ nhân của ngươi thì sẽ có một phần trách nhiệm. Ngươi yên tâm đi đi, nếu như Lệ gia thật sự tới tinh thần môn gây phiền phức, một tu sĩ đại thừa của Thương hội Nhật Nguyệt tinh thần như ta vẫn có chút tiếng nói, bọn họ sẽ không dám làm loạn đâu. Mặc dù Lâu Hải Đường nói rất nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ lại vô cùng tự tin mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sững người, cảm thấy Lâu Hải Đường nói không sai, Thái Huyền Tông cách tinh thần môn khá xa, so với Thái Huyền Tông thì tinh thần môn chỉ là một môn phái nhỏ. Dãy núi tinh thần cũng chỉ như một vùng đất còn con, hoặc nói thẳng ra là không đáng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, sao ta lại có cảm giác như mình đang ăn cơm mềm, phải nhờ. Ha ha ha, ngươi cũng ra dáng đại trưởng phu đó chứ, nhưng mà ta là nữ nhân của ngươi, san sẻ chút việc trong nhà không được hay sao? Lâu Hải Đường cười nói. Ha ha ha, được được được, ta ăn cơm mềm vậy, 3 ngày sau ta sẽ đi Tinh Hải Thái Hoang. Tinh thần môn phải trông cậy vào tỷ rồi, nhưng bình thường thì tỷ cũng không cần phải lo lắng, thật ra ta đã để lại một phân thân củ sen ở lại tọa trấn. Dương Bách Xuyên không giấu Lâu Hải Đường bất cứ điều gì, hắn nói với Lâu Hải Đường tất cả những gì có thể nói, bao gồm cả chuyện mình còn một vân môn ở Sơn Hải Giới, thậm chí là sự tồn tại của những nữ nhân khác, hắn cũng nói cho Lâu Hải Đường. Vốn tưởng rằng Lâu Hải Đường sẽ tức giận bởi vì hắn có nữ nhân khác, nhưng ngoài sức tưởng tượng, Lâu Hải Đường lại không hề tức giận, nàng chỉ cười nói không quan tâm. Ở tu chân giới, cường giả đều có mấy đạo lữ, nàng chỉ hy vọng trong trái tim của Dương Bách Xuyên có vị trí cho nàng. Hai người nói chuyện một lúc, Dương Bách Xuyên liền rời đi, hắn còn phải trở về tinh thần môn sắp xếp một chút, 3 ngày sau lại tới Tửu Lâu, đến khi đó Tửu Lâu sẽ có thương hội đi tới Ngân Hà, Lâu Hải Đường đã sắp xếp tất cả, lúc chia tay, Lâu Hải Đường thuận tay đưa ra một chiếc nhẫn càn khôn. Nói chiếc nhẫn càn khôn này có một chiếc la bàn tinh hải, còn có chú truyền tống do ta luyện chế, ngươi mang theo đi. Dương Bách Xuyên biết chỉ có tu sĩ đại thừa mới có thể luyện chế chú truyền tống, hắn cũng không từ chối mà nhận lấy, sau đó rời khỏi Tửu Lâu tinh thần, quay trở về tinh thần môn. Sau khi Dương Bách Xuyên rời khỏi Tửu Lâu tinh thần, bên trong phòng Lâu Hải Đường, một viên đá trang trí ở góc phòng đột nhiên lóe lên ánh sáng,
và biến thành một cậu bé mập mạp trông khoảng 8 hoặc 9 tuổi, hốc mắt đảo một vòng, nhìn Lâu Hải Đường nói, chủ nhân, người tội gì phải làm như vậy? Vì một nam nhân có đáng hay không? Lâu Hải Đường nhìn chân trời bên ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, Thạch Thanh, ngươi là kỳ thạch tu đạo, sẽ không biết được thất tình lục đục của con người, hiện tại ta rất hạnh phúc, tu đạo hơn nghìn năm nay, ta chưa từng có được cảm giác hạnh phúc như bây giờ. Hắn có thể liều mạng vì ta làm cho hắn chút chuyện thì có là gì, trả cái giá là một đời đạo hạnh thì có sao, trước kia ta nghe nói tu chân giới có một tình thánh của một vị cường giả, đã viết thành một bài thơ, trong đó có một câu là, chẳng màng tiên kiếp chỉ hoài uyên ương, lúc nghe được câu nói đó, ta chẳng có cảm giác gì, nhưng hiện tại thì ta lại rất cảm động, cảm thấy rất hạnh phúc. Hậu bối tu đạo, nếu đơn giản chỉ là tu chính đạo thành tiên mà bỏ đi thất tình lục đục mà thiên đạo ban cho thì chẳng phải là đặt xe trước ngựa sao? Thất tình lục đục là đạo của trời đất, đây mới là con đường tu luyện chân chính. Từ nay về sau, ta muốn tàn nhẫn, giáo hóa chúng sinh, cầu đạo của chính mình, cho dù không thành tiên cũng không sao. Có thể vì nam nhân của ta mà làm một chuyện, ta rất vui vẻ. Lâu Hải Đường tràn đầy hạnh phúc say sưa, một lúc sau mới quay đầu nhìn Thạch Thanh nói, quên đi, ngươi là một viên đá giác ngộ, không hiểu nhân tình, chúng ta nói chuyện chính đi. Xin chủ nhân chỉ thị, Thạch Thanh khom người nói. Ngươi theo ta 800 năm, ta cứu ngươi một mạng, hiện tại muốn nhờ ngươi đi theo nam nhân của ta, thay ta bảo vệ hắn nhờ cậy. Lâu Hải Đường trịnh trọng hành lễ nói với Thạch Thanh. Nam Hải nói, chủ nhân người đã giúp ta rất nhiều, lúc đó nếu như không có người thì tảng đá như ta sớm đã bị chiếm đoạt rồi. Ta, Thạch Thanh, mặc dù là một hòn đá, nhưng cũng hiểu được lòng tốt và lòng trung thành, ta tự nguyện đi theo người. Ta cũng muốn đi theo người, nếu không phải tại ta thì người sẽ không trúng độc. Nói thật, Thạch Thanh ta nợ người quá nhiều, cho nên không cần người phải nhờ vả như vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức đi theo Dương Bách Xuyên để bảo vệ hắn, người cứ yên tâm đi. Như vậy thì tốt, người tới từ Tinh Hải Thái Hoang, nơi đó người rất quen thuộc, có người đi theo hắn thì ta cũng yên tâm, tất cả đều nhờ cậy vào ngươi. Lâu Hải Đường nhẹ nhàng sờ đầu Thạch Thanh, bé con trước mặt nàng là một hòn đá tu tiên, Lâu Hải Đường thậm chí còn không biết rõ lai lịch của nó, hỏi thì cũng không nói rõ. Nhưng tới từ một nơi như Tinh Hải Thái Hoang, chắc chắn sẽ không tầm thường. Nguyên thần của nàng bị thương là bởi vì hòn đá này, hiện tại để Thạch Thanh đi theo bảo vệ Dương Bách Xuyên, Lâu Hải Đường cũng có thể yên tâm. Chủ nhân, ta đi rồi thì người phải làm sao? Hôm qua, bên tổng bộ đã truyền tới tin tức, con gái của Lệ Thanh Thiện đang trên đường tới dãy núi tinh thần hay sao? Nàng ta dẫn theo địa tiên, lúc đó người không ứng phó được thì sao bây giờ? Thạch Thanh lo lắng nói. Lúc này... Sát khí trong mắt Lâu Hải Đường đã không che giấu được, địa tiên thì sao? Ta sẽ khiến cho kẻ dám động đến Lâu Hải Đường phải trả giá đắt. Chẳng qua chỉ là đệ tử của một vị trưởng lão Thái Huyền Tông. Nghĩ bản thân có thể lật trời chắc. Được rồi, không cần lo lắng cho ta, ta có năng lực tự bảo vệ mình, ngươi nhớ kỹ sứ mệnh của mình, bảo vệ nam nhân của ta ở Tinh Hải Thái Hoang là sự báo ân lớn nhất đối với ta. Đi đi, âm thầm đi theo hắn. Không cần thiết thì đừng nói ngươi là người ta cử đến để bảo vệ hắn, nam nhân đều có lòng tự trọng, và ta không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Lâu Hải Đường cười nói. Này, ta thật không hiểu con người các ngươi, thật ngây thơ, được, ta đi đây, bảo trọng, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại, nếu như nam nhân của người thật sự có bản lĩnh, Thạch Thanh ta sẽ tìm một chủ nhân thực sự, dù sao thì người cũng không phải chủ nhân của ta. Nam Hải mũm mĩm nói một cách cổ hủ. Đến ngày thứ ba, Dương Bách Xuyên cưỡi thú ngũ hành từ tinh thần môn về tử lầu tinh thần, bởi vì Lâu Hải Đường sắp xếp cho hắn đi cùng với thương đội của thương hội Nhật Nguyệt tinh thần đi đến Ngân Hà trước. Có phân thân củ sen chấn giữ, tâm ý tương thông, thật ra hắn không cần trở về cũng được, chẳng qua trong lòng nghĩ vẫn nên mang theo thú ngũ hành thì tốt hơn. Thứ nhất là khỏi phải đi bộ, nếu gặp phải cảnh giới tu vi độ kiếp kỳ thú ngũ hành có thể giúp đỡ được cho hắn. Thứ này là dị thú thiên địa, tốc độ tu luyện tiến bộ thần tốc, đã sắp đột phá độ kiếp trung kỳ, dẫn theo thú ngũ hành sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thứ hai hắn trở về dặn dò Lý Phượng Ngọc, cho người đi đến thủ giới chỉ Bắc Địa, nếu có người thân bạn bè đến từ Sơn Hải giới bên kia thì dẫn bọn họ về tinh thần môn tu luyện. Mặc dù hắn và đám người tiểu tích tiên đánh vỡ đại trận thiên trảm,
nhưng ở Sơn Hải giới không có người biết thiên trảm có bị đánh vỡ hay chưa, nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng sau này chắc chắn sẽ có tu sĩ phát hiện đại trận thiên trảm đã không còn tồn tại, đến lúc đó tu sĩ Sơn Hải giới sẽ tự đi vào tu chân giới. Dương Bách Xuyên rất lo lắng cho người thân ở Sơn Hải giới, dù sao tu chân giới cũng là một thế giới lớn, làm Lý Phượng Ngọc cho người đi thủ cũng có thể yên tâm. Bốn cái tiểu hồ yêu được mua từ Tửu Lầu Tinh Thần Đào Bảo, Vi Tín, Vật Lưu, Khoái Đệ cũng đều để lại bên cạnh phân thân củ sen. Đối với sự tồn tại của phân thân củ sen, Dương Bách Xuyên không nói cho nhiều người, chỉ có Lý Phượng Ngọc và Ngô Mặc Thu biết, tất nhiên hắn cũng không lừa Lâu Hải Đường. Rất nhiều người đều cho rằng Dương Bách Xuyên vẫn luôn trấn giữ khổ tu ở tinh thần môn. Trước khi đi hắn làm phân thân củ sen tiếp tục tìm hiểu về thần thông thứ hai thập nhị chí tôn mà sư phụ nói, còn về chiêu thứ hai hắn cũng đã tìm hiểu được một chút gia lông. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, phân thân củ sen và hắn có thể liên kết tâm ý, chờ phân thân củ sen tìm hiểu rõ hết tất cả, hắn cũng có thể tu luyện chiêu thứ hai thập nhị chí tôn. Lúc đi vào Tửu Lầu Tinh Thần, Lâu Hải Đường đã bế quan, không gặp được Lâu Hải Đường làm Dương Bách Xuyên có chút thất vọng, nhưng thương đội đã chờ lâu ngày, sau khi hắn đến liền trực tiếp lên đường. Tửu Lầu Tinh Thần chỉ là một sản nghiệp trên danh nghĩa của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần mới là chủ, có vô số chi nhánh giống như Tửu Lầu Tinh Thần trải rộng khắp tu chân giới, thương hội này được xưng là một con quái vật khổng lồ. Cách một đoạn thời gian, Tổng bộ Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần sẽ có phái một thương đội như vậy tiến đến vận chuyển vật tư cần thiết cho Tửu Lầu, trọng điểm là mang đi tiền lời mà Tửu Lầu Tinh Thần nộp lên Tổng bộ. Lâu Hải Đường làm lâu chủ của Tửu Lầu Tinh Thần nên rất quen thuộc với người của Tổng bộ, sắp xếp cho Dương Bách Xuyên đi cùng với thương đội đi đến Ngân Hà trước, vì mặt mũi của Lâu Hải Đường nên mới đồng ý cho Dương Bách Xuyên, chỉ là Dương Bách Xuyên không biết mà thôi. Thương đội có 60 người. Nghe Lâu Hải Đường nói người dẫn đầu tên Mộc Văn Hương, tu vi đại thừa trung kỳ, còn cao hơn nàng ta một bậc. Lúc đi không thông quan trận truyền tống, Dương Bách Xuyên nghe nói sẽ phi hành đường thẳng, thương đội có một con thuyền phi hành huyền vũ, phi hành toàn lực ngày đi trăm vạn dặm. Bởi vì trên đường đi có rất nhiều thành trì, đều có chi nhánh của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, thương đội phải vận chuyển vật tư nên đi trận truyền tống tương đối phiền toái. Có thuyền phi hành vô cùng thuận tiện và thoải mái, nhưng cũng chỉ có thế lực siêu giàu như Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần mới có được phi thuyền cỡ lớn như này, chỉ đi một ngày phi thuyền đã tiêu hao hết mấy ngàn vạn linh thạch. Động lực của phi thuyền đến từ việc điều khiển linh thạch. Sau khi Dương Bách Xuyên đến, bị người trực tiếp đưa lên trên phi thuyền. Nhìn thấy phi thuyền to như một con quái vật khổng lồ, trong lòng hắn vô cùng chấn động, trước kia ở Sơn Hải giới gặp qua phi thuyền của gia tộc Diệp Vô Tâm. Hắn đã cảm thấy rất khổng lồ rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy phi thuyền của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, hắn mới biết được sự chênh lệch giữa thuyền phi hành của Diệp gia ở Sơn Hải giới với thuyền của Thương hội giống như thuyền gỗ với tàu sân bay. Thuyền ngừng ở ngoài thành Tinh Thần, nhìn qua thực sự giống như một ngọn núi khổng lồ. Cảm giác đầu tiên của Dương Bách Xuyên là xa hoa, siêu xa hoa. So với việc là một chiếc phi thuyền, còn không bằng nói là một tòa lâu đài di động. Toàn bộ phi thuyền có 9 tầng, sau khi đi lên Dương Bách Xuyên hơi tính một chút, ít cũng phải chiều dài 3.000 mét, chiều rộng 1.000 mét, thật sự là cấp bậc tàu sân bay. Tường cột của mỗi một tầng đều được chạm trổ kiến trúc điêu luyện. Toàn bộ phi thuyền đều tản ra sự dao động linh khí, phía trên có vô số phù văn, vừa thấy đã biết là lớp phòng ngự cường đại. Khắp nơi đều là người, có lẽ phải hơn 1.000 người, ban đầu hắn còn tưởng chỉ có 60 người. Hiện tại xem ra 60 người là một tiểu đội 60 người. Trên phi thuyền người đến người đi không ngừng hét to, nhìn qua có vẻ rất loạn, nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi người đều di chuyển theo chức riêng của mình. Một con thuyền quái vật khổng lồ như vậy, mỗi ngày hao phí hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm, ban đầu sau khi nghe được Dương Bách Xuyên cảm thấy rất kinh ngạc, hiện tại vừa thấy, 1 vạn linh thạch cũng không quá khoa trương. Từ bề mặt cũng có thể nhìn ra được tài lực vật lực của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần vô cùng hùng hậu. Dương Bách Xuyên đi theo một người quản sự của thương đội, sau khi lên thuyền, tên quản sự này nói, đạo hữu, ngài là bằng hữu của lâu chủ, đội trưởng chúng ta nói ngài có thể trực tiếp cư trú ở tầng 8, trên phi thuyền ngoại trừ tầng 9 không thể đi, ngài có thể tự do hoạt động ở các nơi khác, hiện tại ta dẫn người đi gặp đội trưởng của chúng ta.
Dương Bách Xuyên gật đầu nói, làm phiền đạo hữu. Hắn biết trình mình là đơn vị liên quan, có lâu hải đường sắp xếp mới có thể lên được tầng 8. Cả chiếc phi thuyền này, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được càng lên trên tầng cao càng thêm xa hoa. Hắn rất cảm động trước sự sắp xếp của lâu hải đường. Nhưng đối với việc đội trưởng trong miệng tên quản sự này muốn gặp chính mình hắn hơi buồn bực, lẽ ra một đơn vị liên quan như hắn còn không đến mức có tư cách gặp mặt đội trưởng dẫn đầu. Hiện tại đối phương muốn gặp mặt chính mình, cũng không biết có chuyện gì. Nhưng nghe lâu hải đường nói, quản sự đến tử lầu tinh thần lần này có quan hệ rất tốt với nàng ta nên mới có thể sắp xếp cho chính mình đi lên thương hội tinh thần, nếu không tiêu tiền cũng không lên được. Người ta giúp đỡ, theo lý cũng nên gặp mặt nói một câu cảm ơn. Đi theo quản sự trung niên đi lên tầng thứ 8. Quả thật tầng càng cao càng thêm xa hoa, sau khi đi lên tầng thứ 8, linh khí thiên địa dày đặc, lúc đi qua các căn phòng, cửa phòng của mỗi căn phòng được chế tạo cẩn thận tinh xảo hơn các phòng tầng khác, siêu cấp xa hoa. Phía trên tầng 8 là tầng cuối cùng, tầng thứ 9, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên kiến tạo của tầng thứ 9 không giống các tầng khác, vật liệu chế tạo kiến trúc gần giống với vật liệu cẩm thạch trắng, hơn nữa nhan sắc không giống nhau, vô cùng độc đáo. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi quản sự, đạo hữu, có vẻ tầng thứ 9 không phải người bình thường, là người nào của thương hội vậy? Quản sự liếc nhìn Dương Bách Xuyên, lại nhìn tầng thứ 9, có chút do dự có nên nói cho Dương Bách Xuyên hay không, nghĩ đến Dương Bách Xuyên là bằng hữu của lâu hải đường, quyết định vẫn nhắc nhở hắn. Mở miệng nói, tầng thứ 9 là nhân vật lớn của thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, là nguyên tiên sư của hội trưởng lão thương hội, đạo hữu chớ nên xông loạn tầng thứ 9. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nguyên tiên sư là một vị độc sư, am hiểu dùng độc, ngàn vạn đừng xông loạn vào tầng 9. Nếu không chết như nào cũng không biết. Lần này ra cửa nguyên tiên sư dẫn theo mấy vị cao đồ đi du lịch, thuận tiện trấn giữ cho phi thuyền thương hội. Tiên sư, Dương Bách Xuyên kinh ngạc, lấy danh là tiên sư, người bình thường chắc chắn không dám tự xưng như vậy. Quản sự hiểu nghi hoặc của Dương Bách Xuyên, vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích, nói, nguyên tiên sư chính là địa tiên cao giai, địa tiên tam chuyển, vượt qua 3 lần thiên kiếp tán tiên, có thể sánh ngang với phi thăng cảnh. Bước tiếp theo chính là phi thăng tiên giới, là nhân vật tiên nhân chân chính nên được gọi là tiên sư. Dương Bách Xuyên nghe xong trong lòng chấn động, địa tiên tam chuyển chính là nhân vật đứng đầu tu chân giới, chẳng trách tự xưng tiên sư. Đến rồi. Quản sự mang theo Dương Bách Xuyên đi đến một cổng lớn, sau đó nhẹ giọng nói, Mộc đại nhân, bằng hữu của lâu đại nhân đã đến. Cho hắn đi vào, người lui xuống đi, bên trong truyền đến một âm thanh mềm mại. Đạo hữu vào đi, quản sự nói xong quay người rời đi. Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cửa phòng mở ra, một mùi hoa nhàn nhạt truyền đến xoang mũi, một đại sảnh rộng mở hiện ra trước mặt hắn. Ở gần cửa sổ phòng khách có một lớn một nhỏ đang đánh cờ, hắn ôm quyền nói, gặp qua Mộc tiền bối. Hắn từng nghe lâu hải đường nói qua về Mộc Văn Hương. Dương Bách Xuyên cảm thấy có lẽ người phụ nữ trung niên xinh đẹp khoảng 30 tuổi kia chính là Mộc Văn Hương. Xuất phát từ lễ phép, Dương Bách Xuyên gọi một câu tiền bối, bởi vì từ càn khôn nhãn hắn thấy được Mộc Văn Hương là tu sĩ đại thừa trung kỳ chân chính. Còn nữ tử chơi cờ với Mộc Văn Hương cũng là hạng người bất phàm, độ kiếp sơ kỳ, nhưng bằng cảm giác, tiền bối cảm thấy tuổi của nữ tử này không lớn, hoặc nói cách khác thời gian tu luyện không quá dài. Tất nhiên từ trước đến nay tu sĩ không tính tuổi bằng diện mạo, nhỡ đâu là một lão quái vật tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm có bề ngoài tiểu hài tử. Tự tìm chỗ ngồi đi, có linh trà linh tử tùy tiện uống, bằng hữu của lâu hải đường thì cũng là bằng hữu của ta. Mộc Văn Hương không nâng đầu dù chỉ một chút, chỉ chuyên chú chơi cờ, làm Dương Bách Xuyên tự tiện. Được rồi, đối phương là tu sĩ cấp cao, có tư cách làm vậy, Dương Bách Xuyên cũng không tức giận kiếm chỗ ngồi sang một bên. Rượu ngon linh trà đều có, hắn cũng không khách khí. Không quấy rầy người ta chơi cờ, ngồi xuống uống linh tử phẩm linh trà chờ là được. Ai bảo người ta là tu sĩ đại thừa kỳ chứ? Đây chính là hiện thực ở tu chân giới, thực lực tu vi cao chính là cường giả có đặc quyền đối với kẻ yếu. Cầm một ly linh tử lên uống, thật sự là đồ tốt, một ngụm xuống bụng chứa đầy linh khí, còn là linh khí tinh thuần. Nói thầm, đáng tiếc thú ngũ hành không ở đây, nếu không nó chắc chắn rất thích.
lúc lên thuyền thú ngũ hành bị sắp xếp đến chuyên khu linh thú ở tầng 1, có vài linh thú có hình thể khổng lồ yêu cầu phòng chuyên môn. Trên chiếc phi thuyền này không chỉ có Dương Bách Xuyên có linh thú, nhưng người khác cũng có. Cho nên thú ngũ hành được sắp xếp ở phòng đợi linh thú khác. Thời gian chờ đợi tương đối chậm, nhưng đối với người tu chân, có đôi khi thứ không đáng giá tiền nhất là thời gian, tu vi càng cao thâm, mỗi lần bế quan chậm thì mấy tháng, nhiều thì mấy trăm năm. Mộc Văn Hương và thiếu nữ đánh một bàn cờ 3 ngày mới kết thúc, trong 3 ngày này Dương Bách Xuyên quan sát được phi thuyền phi hành 3 ngày, trong lúc đó tạm dừng 1 ngày, đi qua 2 thành trì. Hắn ngồi một bên uống hết một vò linh tửu và một hồ linh trà, chưa đã thèm, còn muốn uống thêm đáng tiếc đã không có. Linh tửu cũng là rượu, cũng sẽ khiến người say, Dương Bách Xuyên không dùng công lực để luyện hóa, lúc uống xong có chút hơi say, nhưng cảm giác rất sảng khoái, một bụng linh khí tinh thuần, tự vận hành luyện hóa trong đan điền. Mộc tỷ tỷ, ta đi về trước đây, nữ tử đứng dậy từ biệt. Dương Bách Xuyên cũng bừng tỉnh từ trạng thái hơi say. Hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của nữ tử, lấy lại tinh thần, hai người chơi cờ đã kết thúc. Trong khoảnh khắc mông lung Dương Bách Xuyên và nữ tử kia chạm mắt, hắn mỉm cười ý chào hỏi nhưng chỉ đổi lấy cái liếc mắt cao ngạo của nữ tử. Từ trong ánh mắt của nữ tử Dương Bách Xuyên thấy được sự khinh bỉ, giống như nàng ta là quý tộc cao quý, còn hắn là một bần dân, xem nhiều một cái sẽ làm bẩn đôi mắt của nàng ta. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên gặp phải ánh mắt coi rẻ ghét bỏ như thế này. Trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn không trêu chọc nàng ta, không thể tin được nữ tử này còn coi rẻ ghét bỏ hắn. Trong lòng chỉ có mấy chữ con mẹ nó. Nếu không phải hắn là khách, thật sự muốn đứng lên hỏi nữ nhân này, con mẹ nó ngươi cao ngạo cái gì? Hít một hơi thật sâu, hắn nhịn xuống, hắn đến gặp mặt Mộc Văn Hương không phải đến gây chuyện, hơn nữa ở trên con thuyền sang quý này, hắn còn là một người đi ké, vẫn nên nhịn xuống. Nhìn thấy Mộc Văn Hương tự mình tiễn nàng ta, có chút kinh ngạc, xem ra nữ tử mắt để trên trán tự cho mình là nhất này có lai lịch không bình thường, nếu không bằng một độ kiếp kỳ, tại sao có thể làm đại thừa trung kỳ Mộc Văn Hương tự mình đưa tiễn. Chờ nữ tử đi rồi, Mộc Văn Hương quay đầu, mang theo nụ cười như tắm mình trong gió xuân, mở miệng nói có phải hay không còn kinh ngạc. Một câu không đầu không đuôi nhưng Dương Bách Xuyên hiểu ý của nàng ta, mỉm cười gật đầu nói có chút. Mộc Văn Hương bật cười, nói, nàng tên là Khúc Minh Nguyệt, có một sư phụ tốt, thói quen bị người khen tặng, đừng để ý, cũng đừng để trong lòng, nếu không nàng sẽ ghi tạc ngươi trong lòng, đến lúc đó ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy. Dương Bách Xuyên cảm giác lời nói của Mộc Văn Hương có ẩn ý, có chút khó hiểu nhìn về phía nàng ta, Mộc tiền bối còn chưa nói xong đúng không? Nhãi danh, Lâu Hải Đường cùng lứa với ta, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ, tại sao đến chỗ ta lại gọi là tiền bối? Gọi tỷ tỷ ta nói cho ngươi, ha ha, Mộc Văn Hương cười nói. Dương Bách Xuyên xấu hổ, nữ nhân đều có cùng một tật xấu. Mộc tỷ tỷ, gọi là gì cũng được, dù sao người ta hỗ trợ giúp mình lên phi thuyền, đảm đương nổi một câu tỷ tỷ, hơn nữa gọi tiền bối có vẻ đã già rồi. Ha ha, vậy còn được, ngồi đi, tỷ tỷ chơi cờ với Khúc Minh Nguyệt làm chậm trễ ngươi. Mộc Văn Hương nói xong đi rót rượu. Kết quả bình rượu trống rỗng, nhìn về khóe miệng của Dương Bách Xuyên, nói tiểu đệ đệ, người uống hết linh tử của tỷ tỷ. Khụ khụ Dương Bách Xuyên ho khan 2 tiếng, lúng túng nói, linh tử của Mộc tỷ tỷ quá ngon, vừa lơ đãng đã uống hết. Một vò linh tử này của tỷ tỷ trị giá 1.000 linh thạch thượng phẩm, người uống hết sạch. Trong lòng Mộc Văn Hương đang chảy máu, nhìn lại linh trà, hình như cũng đã hết. Dương Bách Xuyên xấu hổ. Hắn sao có thể nghĩ đến một vò rượu ngon giá 1.000 linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa chính Mộc Văn Hương nói hắn tự tiện, không thể trách hắn đúng không? Khóe miệng Mộc Văn Hương hơi co rút, cũng không nhiều lời, vung tay lên lại một vò linh tử khác xuất hiện trong tay, rót cho nàng ta và Dương Bách Xuyên mỗi người một cốc. Dù sao Dương Bách Xuyên là khách, vẫn nên chiêu đãi một chút. Dương Bách Xuyên cũng không khách khí, bưng lên chén rượu uống sạch. Vò rượu lần này kém xa vò vừa rồi, cũng đúng, có lẽ Mộc Văn Hương đau lòng lấy ra phẩm cấp kém chiêu đãi mình. Có đi mà không có lại quá thất lễ, Dương Bách Xuyên nhìn ra được Mộc Văn Hương đang đau lòng, vung tay lên, 9 viên linh đào xuất hiện trên bàn, nói, Mộc tỷ tỷ, tiểu đệ bái kiến không mang theo thứ gì tốt,
mấy quả linh đào này cũng không tệ lắm, tỷ tỷ vui lòng nhận lấy, dọc đường đi còn phải làm phiền tỷ tỷ chăm sóc tiểu đệ, có gì không đúng xin chỉ dạy. Linh đào của Dương Bách Xuyên không phải vật phàm, là một trong hai chí bảo của không gian hồ Càn Khôn, có thể sánh ngang với đan chân khí tinh thuần nhất, trực tiếp dùng không cần luyện hóa linh khí trong đó, coi như lấy lòng Mộc Văn Hương, rốt cuộc vừa rồi hắn uống hết linh tử linh trà của người ta. Mộc Văn Hương thấy Dương Bách Xuyên lấy ra linh đào, ngay từ đầu nghe thấy linh đào còn không để ý, cho rằng một tu sĩ hợp thể kỳ như Dương Bách Xuyên không thể lấy ra được thứ tốt gì, nhưng vừa đảo qua sắc mặt liền thay đổi. Nàng ta là tu sĩ đại thừa kỳ nên có thể nhìn ra được bên trong linh đào Dương Bách Xuyên lấy ra có ẩn chứa linh khí. Nàng ta xuất thân từ một phần của Nhật Nguyệt tinh thần, hàng năm hối hả ngược xuôi, vận chuyển siêu tập thiên tài địa bảo cho thương hội, tiếp xúc với rất nhiều linh quả thượng thừa, nên liếc mắt một cái có thể nhìn ra giá trị xa xỉ của linh đào. Nỗi đau bị Dương Bách Xuyên uống cạn sạch linh tửu đã tan thành mây khói, cười hì hì vung tay lên thu hồi linh đào. Không chút khách khí nói, ha ha, ta và Lâu Hải Đường là tỷ muội, là người một nhà, đệ đệ quá khách khí rồi, đúng rồi ngươi tên là gì? Lâu Hải Đường đã nói với ta nhưng trí nhớ của tỷ tỷ không tốt lắm, ha ha. Dương Bách Xuyên thầm trợn trắng mắt, nghĩ thầm quả nhiên là thương nhân, thấy lợi sáng mắt, ngươi khẳng định không nhớ rõ tên một nhân vật nhỏ như ta đúng không? Đường Đường là một tu sĩ đại thừa kỳ, trí nhớ còn không tốt. Mặc dù trong lòng hiểu rõ nhưng Dương Bách Xuyên có thể hiểu được, đối với tu sĩ đại thừa như Mộc Văn Hương, sẽ không đặt một tu sĩ nhỏ như mình vào mắt, có lẽ tìm gặp mặt chính mình cũng vì mặt mũi của Lâu Hải Đường. Hiện tại Dương Bách Xuyên có chút hiểu ra, có lẽ vì chính mình Lâu Hải Đường không thiết tiêu dùng trên người Mộc Văn Hương. Sau khi có hiểu biết vài phần về tính tình của Mộc Văn Hương, Dương Bách Xuyên cười nói, ta tên Dương Bách Xuyên. À, đúng đúng, là Dương Bách Xuyên. Dương đệ đệ, tỷ tỷ đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi, hơn nữa ngươi ở cùng nơi với tỷ tỷ có rất nhiều phong, đợi lát nữa ta còn phải đi lên tầng 9, dù sao không có ai ở, muốn đi đến Ngân Hà chắc cũng phải mất một tháng, trong khoảng thời gian này ngươi cứ đợi ở nơi này là được, còn lại tỷ tỷ sẽ sắp xếp cho ngươi. Mộc Văn Hương có được linh đào của Dương Bách Xuyên, lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình, cho Dương Bách Xuyên ở lại phòng của nàng ta. Vốn dĩ là Lâu Hải Đường tiêu tiền sắp xếp, hiện tại nàng ta mượn hoa hiến Phật, làm Dương Bách Xuyên cảm kích. Vậy cảm ơn Mộc tỷ tỷ, Dương Bách Xuyên nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng không ở đây, phải đi đến tầng 9 luận đạo với Khúc Minh Nguyệt. À đúng rồi, nếu mấy ngày tiếp theo gặp được Khúc Minh Nguyệt ở trên thuyền ngươi đừng so đo nàng là đồ đệ của Nguyên Tiên Sư của thương hội chúng ta. Nguyên Tiên Sư tu độc, Khúc Minh Nguyệt được xưng là Tiểu Độc Vương, đạo pháp độc của nàng ta sâu không lường được, bị nàng ta nhớ thương ngươi sẽ tiêu đời. Đừng nhìn Khúc Minh Nguyệt là độ kiếp sơ kỳ, nhưng nàng tu độc đạo, ngay cả tu sĩ đại thừa như ta cũng phải sợ nàng ba phần. Vừa rồi ngươi nhìn thẳng đối mặt với Khúc Minh Nguyệt như vậy, thật ra không tốt lắm, lần sau gặp mặt cẩn thận một chút. Mộc Văn Hương nghiêm túc dặn dò Dương Bách Xuyên. Cảm ơn Mộc tỷ tỷ, tiểu đệ nhớ kỹ. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại không quá để ý, trong suy nghĩ của hắn sẽ không đi lên tầng 9, sẽ không gặp phải Khúc Minh Nguyệt, sao có thể bị nàng ta nhớ thương. Dương Bách Xuyên nghĩ vậy không sai, nhưng hắn không nghĩ đến vài ngày sau xảy ra một chuyện vượt xa suy nghĩ của hắn, cố tình việc này làm hắn không thể không làm trái lời dặn dò. Vậy được, tỷ tỷ đi trước, sau khi đi dặn dò một chút việc, ta sẽ trực tiếp đi lên tầng 9. Phòng này sẽ để lại cho ngươi sử dụng, nhớ kỹ ngoại trừ tầng 9 không thể đi lên, ngươi có thể tùy tiện hoạt động ở các tầng khác của phi thuyền, ta sẽ chào hỏi trước với quản sự. Nhưng tốt nhất ngươi cứ ở lại phòng tu luyện đừng chạy loạn, trên phi thuyền này ít nhất có 3 người có tu vi như ta cùng phụ trách thương hội, có vài người tính tình không tốt lắm. Mộc Văn Hương thu được chỗ tốt đến từ Dương Bách Xuyên và Lâu Hải Đường, cũng coi như kết thúc một phần trách nhiệm. Dương Bách Xuyên nói lời cảm ơn. Nhìn Mộc Văn Hương rời đi. Hắn cũng đồng ý lời dặn của Mộc Văn Hương, quyết định ở trong phòng tu luyện, dù sao cũng chỉ mất một tháng, đến lúc đó xuống phi thuyền là xong việc. Dương Bách Xuyên ngồi ở chỗ sát cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài, ngược lại là một phong cảnh khác. Cả bề mặt ngoài của phi thuyền đều được kết giới pháp lực bao phủ, không sợ gió lớn thổi vào, nhìn phi thuyền bay xuyên qua biển mây, trái tim của Dương Bách Xuyên cũng bình tĩnh lại.
không có việc gì, hắn bắt đầu lật xem truyền thừa sư phụ Vân Thiên Tà để lại ở trong đầu, truyền thừa thứ hai lão đầu để lại đủ thứ hỗn tạp, có rất nhiều, Dương Bách Xuyên cần thời gian từ từ quan sát nghiên cứu. Thần thông thập nhị chí tôn chủ tu không cần quản, liên ngẫu phân thân đi tham ngộ cũng giống nhau, lúc Dương Bách Xuyên quan sát, trong đầu đã thấy y đạo thiên bức. Lần này hắn chuẩn bị nghiên cứu y đạo thật tốt, từ chuyện của Lâu Hải Đường có thể thấy, hơn nghìn thế giới của tu chân giới cao cấp hơn thế giới nhỏ kia của Sơn Hải giới quá nhiều, hoặc nói là pháp tắc gì đó càng toàn diện hơn, tương đương vạn vật trời đất đều cao cấp hơn rất nhiều. Việc Lâu Hải Đường trúng độc chính là ví dụ rất tốt, ở tu chân giới có một số loại độc tố có thể trực tiếp lấy mạng, đại thừa cảnh đều có thể gặp họa, càng đừng nói tu chân giả đê giai khác. Để đảm bảo an toàn, Dương Bách Xuyên chuẩn bị nghiên cứu y đạo thật tốt. Lúc trước y đạo lão đầu truyền thụ cùng lắm được coi là cơ bản, chữa trị cho người phàm là thuốc vào bệnh khỏi, nhưng bây giờ hắn phải đối mặt với vạn vật sinh linh của tu chân giới, y đạo lúc trước học được rõ ràng đã không còn thích hợp. Truyền thừa của lão đầu truyền thụ ở trong đầu tất cả đều là truyền thừa cao giai nhằm vào tu chân giới, y đạo thiên bức trong đó hắn đều chưa từng nghiêm túc nghiên cứu toàn diện. Giải độc cho Lâu Hải Đường cũng là đặc biệt đọc về độc băng phách thiên tàm thôi, chứ không nghiên cứu toàn diện. Muốn nghiên cứu truyền thừa y đạo không phải một ngày hai ngày là có thu hoạch, lúc Dương Bách Xuyên tìm được truyền thừa y đạo thiên bức trong đầu cũng giật mình. Truyền thừa y đạo lão đầu vứt trong đầu hắn vậy mà có cả ba giai đoạn thượng trung hạ, truyền thừa của mỗi một giai đoạn đối với hắn đều là lượng thông tin lớn. Theo thông tin lão đầu để lại, những truyền thừa y đạo này đều là truyền thừa ông có được ở thánh địa y đạo thượng cổ nào đó, chẳng khác nào là tổng kết y đạo của một kỷ nguyên. Những từ vựng chi tiết, toàn diện, hệ thống V này đều có thể dùng đến. Nội dung gì cũng có, gần như thứ có thể bao hàm đều đã bao hàm ở bên trong, thậm chí có y đạo phần đan dược, phần độc đạo, kỳ thạch dị thảo, kinh mạch khiếu huyệt, nguyên thần tử phủ vân vân và vân vân. Chỉ cần có thể liên quan đến y đạo thì đều được bao gồm hết ở bên trong. Trong đó vậy mà độc đạo cũng là một phần của y đạo, còn là một loại lớn, Dương Bách Xuyên nghĩ thấy cũng không kỳ lạ, có trúng độc thì có giải độc chính là chức trách của y tu, có thể giải độc tất nhiên cũng có thể dùng độc, đạo lý là giống nhau, vế trước dùng độc, vế sau giải độc. Truyền thừa y đạo có cái tên vang dội thần ma y điển. Chia làm ba phần thượng trung hạ. Phần thượng thuộc tính vạn vật chủ yếu nói về đặc điểm thuộc tính của vạn vật thế gian, bao gồm chu kỳ môi trường sinh trưởng và chỗ ưu khuyết điểm, nơi nào môi trường nào có thể sinh trưởng ra linh dược, kỳ thạch v.v. Phần trung là phần quy luật căn nguyên chủ yếu nói làm sao thông qua việc hiểu thuộc tính vạn vật để khiến vạn vật sinh trưởng thuận cảnh, giải thích một sinh linh hoặc sinh vật nào đó, căn nguyên của nó nên là dáng vẻ gì, nguồn gốc bản chất của nó là dáng vẻ ra sao. Nếu xuất hiện vấn đề hoặc gặp phải thay đổi gì sẽ xuất hiện đặc trưng gì đó. Phần hạ là phần tạo hóa trường sinh, đây chính là tổng kết hai phần trước để ứng dụng, kết hợp cái học được, về lý thuyết có thể chữa được bất cứ bệnh tật gì, mệnh danh có tạo hóa thần kỳ, trường sinh huyền bí. Đây là một chủ đề vô cùng lớn, Dương Bách Xuyên cũng không biết thật hay giả, có điều cái tên đã hơi cổ quái châu bò, truyền thừa y đạo tên gọi là thần ma y điển khiến Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc. Hắn biết thật ra tu chân giả là theo đuổi phi thăng thành tiên, theo lý tên của truyền thừa y đạo gọi là tiên ma y điển thì sẽ càng phù hợp hơn, nhưng lại gọi là thần ma y điển, đúng là hơi kỳ quái. Lão đầu đang ngủ say, hắn cũng không có chỗ để hỏi câu này, nhưng mà bây giờ hỏi hay không đều không quan trọng, điều hắn muốn làm là nghiên cứu truyền thừa y đạo, tên của ba phần thượng trung hạ đều đã thu hút hứng thú rất lớn của hắn. Lần trước giải độc nguyên thần cho Lâu Hải Đường. Nếu như hắn từng nghiên cứu học tập ba phần thượng trung hạ của y đạo thì sẽ không xuất hiện phương pháp không cần mạng, mạo hiểm chuyển độc băng phách sang nguyên thần của hắn vào giây phút cuối cùng kia. Cho nên bây giờ Dương Bách Xuyên có hứng thú say mê đối với ba phần y đạo. Nhất là độc đạo bao hàm bên trong, bất giác hắn càng muốn nghiên cứu, bởi vì Mộc Văn Hương từng nói nữ tử Khúc Minh Nguyệt có mắt mọc trên đầu kia là đệ tử của Nguyên Tiên Sư gì đó. Mà Nguyên Tiên Sư sống ở tầng 9 của phi thuyền là đại gia tu luyện độc đạo, đệ tử của lão ta Khúc Minh Nguyệt được gọi là Tiểu Độc Vương. Cho nên trong lúc vô tình, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thích thú với độc đạo trong thần ma y điển. Thật ra bản thân hắn không biết đây là một loại ám thị tâm lý bẩm sinh mà thôi. Điều nghĩ trong đầu là mau chóng nghiên cứu thần ma y điển cũng là chuyện tốt,
dù sao trên phi thuyền tồn tại đại gia độc đạo, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, thì hắn cũng tiện ứng phó, không tới mức bị động. Huống hồ nghiên cứu y đạo cứu mình và cứu người đều là công đức lớn, trọng điểm là y đạo cứu người sẽ gặt hái được lòng người, giống như Lâu Hải Đường là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải hắn hiểu luyện đan đạo, có thể luyện chế đan dược cho Lâu Hải Đường, thì Lâu Hải Đường là tu sĩ đại thừa sẽ để ý đến một tiểu tu sĩ như hắn sao? Sẽ ra tay trong chuyện của Lệ gia sao? Tất nhiên là không. Cho nên nghiên cứu thần ma y điển rất cần thiết. Dù sao ở trên phi thuyền có rất nhiều thời gian. Nhưng mà ba phần lớn của thần ma y điển muốn xem xong đều phải mất thời gian rất dài, càng đừng nói nghiên cứu hiểu rõ. Đối với vấn đề này, Dương Bách Xuyên nghĩ đến một nữ nhân, nàng có thể giúp hắn giải quyết vấn đề thời gian. Mà không hẳn là nữ nhân, nói một cách chính xác là Hắc Liên Chi Linh. Từ sau hợp thể cảnh, Nguyên Anh và Nguyên Thần tách rời, Nguyên Thần trở về ý thức hải, khiến Hắc Liên tử hóa hình thăng cấp, biến thành Hắc Liên chân chính, xuất hiện Hắc Liên Chi Linh, tự xưng là Hắc Liên nữ tử. Nàng từng nói với Dương Bách Xuyên, nàng cần dựa vào ý thức hải của Dương Bách Xuyên để khôi phục ký ức, hoặc nói là truyền thừa của đệ nhất Hắc Liên Hồng Hoang, nàng cần hồi phục toàn diện. Bởi vì thể chất đặc biệt của Dương Bách Xuyên, ý thức hải nguyên thần khác với người bình thường, rất phù hợp với nàng, giữa hai người đã đạt được thỏa thuận, Hắc Liên tồn tại ở ý thức hải của Dương Bách Xuyên được lực nguyên thần của Dương Bách Xuyên bồi dưỡng. Để báo đáp, Hắc Liên nữ tử sẽ truyền thụ cho Dương Bách Xuyên một vài truyền thừa hiện giờ nàng nhớ. Ngoài ra chính là có thể để Dương Bách Xuyên sử dụng không gian Hắc Liên. Nàng từng nói không gian Hắc Liên không chỉ đơn giản có thể dùng để suy tưởng tham ngộ tu luyện, còn có thể giam cầm thần hồn của kẻ đối địch khác. Mặc dù cho đến tận bây giờ, Dương Bách Xuyên vẫn chưa từng thử, nhưng nếu không gian Hắc Liên thật sự có thể giam cầm ý thức thần hồn của kẻ địch, vậy đây là một thần thông nghịch thiên. Hắc Liên nữ tử từng nói với hắn đến lúc đó sẽ truyền thụ Hắc Liên đại pháp là bí pháp dùng để khống chế không gian Hắc Liên cho hắn. Dương Bách Xuyên vẫn chưa đi hỏi vấn đề này, bây giờ muốn đến không gian Hắc Liên nghiên cứu thần ma y điển, nên mới nghĩ đến vấn đề này. Nói đến nghiên cứu học tập, không có chỗ nào thích hợp hơn không gian Hắc Liên, bởi vì không gian Hắc Liên là hắc ám vô tận, nếu có thể thích ứng, thì có thể khiến tâm thần không chịu bất cứ tạp niệm nào. Quan trọng là thời gian của không gian Hắc Liên gấp 10 lần thế giới bên ngoài, ở không gian Hắc Liên 10 ngày, thế giới bên ngoài cũng chỉ là thời gian 1 ngày. Điều này vô cùng thích hợp cho tình hình hiện giờ. Cho nên tâm thần Dương Bách Xuyên chợt động, đến ý thức hải tìm Hắc Liên nữ tử. Ý thức hải. Hắc Liên. Dương Bách Xuyên hô lên. Ngay sau đó Hắc Liên chợt lóe ô quang, Hắc Liên Chi Linh biến thành một nữ tử mặc áo đen xuất hiện. Ta cần tiến vào không gian Hắc Liên, lần trước ngươi nói có thể truyền thụ cho ta bí pháp Hắc Liên đại pháp khống chế không gian Hắc Liên, còn tính không? Dương Bách Xuyên không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề. Hắc Liên nữ tử gật đầu nói, giữa ngươi và ta có lời thề, tất nhiên ta sẽ giữ lời hứa, giờ sẽ truyền thụ Hắc Liên đại pháp cho ngươi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ Hắc Liên nữ tử lại sảng khoái như vậy. Lúc chưa phản ứng lại, Hắc Liên nữ tử đã chỉ một ngón lên nguyên thần của hắn, ngay sau đó đầu óc hắn đã xuất hiện một thông tin. Cảm ơn, Dương Bách Xuyên cảm ơn. Không cần, thần thông khác đợi ta chỉnh sửa lại, sau này sẽ truyền thụ cho ngươi. Bây giờ ý thức ta vừa thức tỉnh, ký ức còn rất hỗn loạn, cần có thời gian khôi phục. Hắc Liên nữ tử nói. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, cái này không vội, đợi ngươi khôi phục tạm tạm rồi nói sau. Ta đến không gian Hắc Liên trước đây. Dứt lời, Dương Bách Xuyên đã rút ra khỏi ý thức hải, sau khi mở mắt, trên mặt Dương Bách Xuyên hiện vẻ vui mừng. Hắc Liên đại pháp do Hắc Liên nữ tử truyền thụ không tính là phức tạp, thật ra chính là một đoạn chú ngữ bí pháp, bản thân hắn cảm ứng gắn liền với Hắc Liên, đọc mật chú là có thể mở không gian Hắc Liên, từ đó tiến vào bên trong. Còn về giam cầm ý thức thần hồn của người khác mà Hắc Liên nữ tử từng nói thật ra là một loại nhiếp hồn, chỉ cần sức mạnh thần hồn mạnh mẽ hơn đối phương, bao phủ trên người đối phương là có thể cưỡng chế kéo đối phương vào không gian Hắc Liên. Đọc những mật chú này là có thể làm được, nhưng cưỡng chế lôi kéo thần hồn của người mạnh hơn mình, không áp chế được thì sẽ bị cắn trả, rất nguy hiểm. Cho nên không gian Hắc Liên giam cầm ý thức thần hồn người khác chỉ có thể chọn nhắm vào người cùng cảnh giới hoặc thần hồn chênh lệch không nhiều.
Một mặt khác, điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên vui mừng là mật chú của Hắc Liên Đại Pháp có chỗ tốt, có thể khống chế thời gian của không gian Hắc Liên. Lúc trước thời gian hắn tiến vào không gian Hắc Liên là cố định, có thời gian gấp 10 lần, nhưng sau khi nắm giữ mật chú của Hắc Liên Đại Pháp, thì có thể điều chỉnh tỷ lệ thời gian của không gian Hắc Liên đến mức độ 1:1000. Đây là một thần thông không gian vô cùng nghịch thiên và rất tuyệt. Cũng tức là bây giờ hắn tiến vào không gian Hắc Liên hoặc nói là không gian Hắc Ám, điều chỉnh thời gian đến mức lớn nhất 1:1000, đến lúc đó ý thức thần hồn của hắn ở trong không gian Hắc Liên 1000 ngày, thế giới bên ngoài mới qua 1 ngày. Thần thông không gian nghịch thiên như vậy, sao Dương Bách Xuyên có thể không vui mừng chứ? Thời gian chênh lệch gấp 1000 lần so với thế giới bên ngoài, hắn có đủ thời gian để nghiên cứu thần ma y điển rồi. Tâm thần lập tức khẽ động, hắn đọc mật chú tiến vào không gian Hắc Liên. Vẫn là hắc ám vô cùng vô tận, yên tĩnh trống trải. Đổi thành người bình thường, nếu như không có cảm ứng thế giới bên ngoài thì chắc chắn sẽ phát điên trong không gian này. Sau khi Dương Bách Xuyên nắm giữ Hắc Liên Đại Pháp, chính là người thống trị của không gian này, hắn không phải đối mặt với bất cứ áp lực tâm lý nào với hắc ám vô tận này. Thời gian gấp 1000 lần, chẳng khác nào Dương Bách Xuyên đã mở hách về mặt tu luyện. Đương nhiên khuyết điểm duy nhất của không gian Hắc Liên chính là chỉ có ý thức thần hồn tiến vào, bản tôn nhục thân không thể vào trong, cũng tức là ở đây chỉ giúp tham ngộ tu luyện thần thông công pháp. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Tu luyện đến hậu kỳ quan trọng chính là dùng thời gian tham ngộ tất cả bí pháp thần thông, trong thời gian gấp 1000 lần, tương đương với việc hắn có nhiều hơn thời gian gấp 1000 lần so với người khác. Cùng tu luyện tham ngộ thần thông giống nhau, ở tình huống bình thường, nếu tu luyện tham ngộ cần thời gian 10 năm, sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào không gian Hắc Liên, có lẽ chỉ cần khoảng 1 tháng là có thể tu luyện thành công. Người khác tham ngộ 1 năm ở thế giới bên ngoài, thời gian giống nhau, nhưng hắn có thể tham ngộ 1000 năm ở không gian Hắc Liên. Tỷ lệ thời gian nghịch thiên như vậy, còn có gì không tham ngộ được? Trong môi trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh Dương Bách Xuyên đã điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu nghiên cứu thần ma y điển, cái không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian tham ngộ. Thời gian Dương Bách Xuyên ở không gian Hắc Liên trôi qua từng ngày, hắn chìm đắm trong tham ngộ thần ma y điển. 70 năm sau cuối cùng đã nghiêm túc xem từ đầu đến cuối, hoàn thành tham ngộ thần ma y điển, đối với bộ y điển bảo điển này phải gọi là thần điển, kiến thức về mặt y đạo của Dương Bách Xuyên hoàn toàn đạt đến một độ cao mới. Thậm chí có thể nói đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho hắn. Cánh cửa thế giới thuộc về y đạo. Trong thần ma y điển đều có chú thích chi tiết đối với mỗi một điều, hoàn toàn chính là một bộ bao hàm kết tinh trí tuệ của vô số đại nhân cổ y tu, khiến Dương Bách Xuyên được lợi ích không nhỏ. Có thể nói bây giờ nếu hắn đi giải độc nguyên thần kia cho Lâu Hải Đường, chỉ vài phút đã có thể tìm ra mấy chục mấy trăm cách, có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên cái bây giờ tham ngộ học tập vẫn là lý luận y đạo to lớn và kinh điển, thậm chí gọi là thần tích, để thật sự phát huy ra hiệu quả, vẫn cần chứng minh thực tiễn mới được. Kiến thức bí pháp ba phần thượng trung hạ của thần ma y điển lại hoàn toàn chứa trong đầu Dương Bách Xuyên, lúc này hắn chẳng khác nào một bảo khố tập hợp một kỷ nguyên y đạo từ thời đại thượng cổ. Cũng thật lòng kính phục sư phụ Vân Thiên ta, không biết ông tìm được truyền thừa y đạo toàn diện bao hàm vạn vật như vậy ở đâu. Đúng là bảo điển có 102 đối với tu sĩ y đạo. Giá trị của nội dung bên trong không thể đo lường. Tính thời gian ở không gian Hắc Liên đã qua khoảng 70 năm, mà thế giới bên ngoài cũng chỉ khoảng 20 ngày thôi, thời gian gấp nghìn lần đã phát huy tác dụng không thể tưởng tượng. Hắn vốn còn muốn xem truyền thừa khác, nhưng nhớ ra Mộc Văn Hương từng nói, lần này đến Ngân Hà mất khoảng 1 tháng, nghĩ rồi Dương Bách Xuyên vẫn là thoát ra khỏi không gian Hắc Liên. Cũng không còn mấy ngày nữa, hắn chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, cũng muốn đi xem thú ngũ hành, tên kia đã sắp xếp ở tầng 1 của phi thuyền, khoảng 20 ngày không gặp, cũng cần đi chào hỏi cái mới được. Dù sao bây giờ hắn đã nắm giữ không gian Hắc Liên, lúc nào cũng có thể tiến vào tham ngộ công pháp bí điển, có đầy thời gian. Hơn nữa tham lam không kịp tiêu hóa, lão đầu nhét rất nhiều truyền thừa vào đầu của hắn, từ từ xem, từ từ tiêu hóa là được. Dương Bách Xuyên mở mắt ra, căn phòng vẫn vậy, sau khi tham ngộ thần ma y điển, tâm trạng hắn rất tốt,
đẩy cửa bước ra khỏi phòng, đứng trên hành lang nhìn qua, phi thuyền vẫn xuyên qua trong biển mây với tốc độ cực nhanh. Giây phút nào đó, Dương Bách Xuyên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên boong thuyền to lớn của phi thuyền tụ tập rất nhiều người, vây quanh thành một vòng, giống như đang xem náo nhiệt gì. Dương Bách Xuyên nhìn qua, ngay sau đó sắc mặt chợt thay đổi, sải bước xuống tầng đi về phía boong phi thuyền. Hắn không ngờ lại thấy thú ngũ hành xuất hiện trên boong phi thuyền, hơn nữa còn là dáng vẻ nằm yên không cử động, hắn đã cảm thấy không đúng. Dương Bách Xuyên hiểu tính cách của thú ngũ hành, tất nhiên biết thú ngũ hành không phải loại người an phận, sẽ im lặng nằm gục trên mặt đất. Cho nên chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, Dương Bách Xuyên lo lắng sải bước đi xuống. Lúc đến tầng thứ ba, Dương Bách Xuyên sốt ruột đụng phải người ta, vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Không sao, ta cũng không có chuyện gì, đạo hữu chạy nhanh như vậy, là cũng đi xem so tài của mấy đệ tử Nguyên Tiên Sư sao. Đúng lúc, ta cũng đi xem náo nhiệt. Người nói chuyện là một tên béo tròn vo, vóc dáng không cao, cộng thêm béo, trông càng tròn hơn. Trong mắt Dương Bách Xuyên, tên béo này ít nhất có cân nặng hơn 150 cân, nghe hắn ta nói thì hơi sửng sốt, chắc là tên béo biết tình hình. Hai người cùng nhau xuống tầng. Dương Bách Xuyên đi phía trước, tên béo đi phía sau, tên béo dáng người quá lớn cũng không chen đi ngang hàng với Dương Bách Xuyên được. So tài gì cơ, Dương Bách Xuyên vừa xuống tầng, vừa hỏi. Nguyên Tiên Sư là độc sư, đệ tử của lão ta tất nhiên là so tài dùng độc rồi, nghe nói đã tìm mấy thiên địa dị thú ở khoang thuyền tầng 1 so tài dùng độc. Trong đó có một con dị thú cả người có đốm ngũ sắc, rất phi thường, đã bị độc mấy lần rồi, đều chưa gục xuống. Lần này thì độc gục rồi. Ta ở tầng 3 thấy rõ ràng, thủ đoạn của đại đệ tử Nguyên Tiên Sư Khúc Minh Nguyệt được gọi là tiểu độc vương đúng là siêu phàm, mấy dị thú chọn ra không có con nào chống đỡ được một lần trong tay của nàng ta. Dị thú đốm ngũ sắc kia lại chống đỡ được 5 lần hạ độc của Khúc Minh Nguyệt mới ngã xuống, nhưng vẫn chưa ngất xỉu. Lần này Khúc Minh Nguyệt muốn dùng đại chiêu rồi, nàng ta cảm thấy thể diện của bản thân bị tổn hại, thêm một lần nữa chắc dị thú kia sẽ chết rồi. Đi đi đi, huynh đệ, chúng ta đi xem náo nhiệt. À đúng rồi, ta tên là Diêm Sung, huynh đệ xưng hô thế nào? Tên béo cởi mở, hai ba câu đã giải thích xong cho Dương Bách Xuyên, rồi xưng hô từ đạo hữu biến thành huynh đệ. Nhưng sắc mặt Dương Bách Xuyên đã rất u ám, theo giải thích của tên béo hay Diêm Sung, dị thú ngũ sắc chính là tòa kỵ thú ngũ hành của hắn, vậy mà bị người ta bắt đi dùng độc làm thí nghiệm. Mẹ nó còn muốn giết chết, trong lòng thật sự đã bùng lên ngọn lửa thiêu đốt. Ta tên Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên báo họ tên với tên béo xong, vèo một cái đã xuống dưới tầng, xông về phía boong phi thuyền. Thì ra là Dương huynh, ế ế huynh đệ chờ ta đi cùng với. Diêm Sung vừa ngẩng đầu đã thấy Dương Bách Xuyên xuống tầng, lập tức hô to. Lúc này trên boong phi thuyền tụ tập hơn mấy trăm người đang xem náo nhiệt. Hai đệ tử Nguyên Tiên Sư ở tầng 9, Khúc Minh Nguyệt và Lục Yên Chi đang so tài dùng độc. Hai người tìm 8 dị thú ở tầng 1 so tài hạ độc. Vòng đầu tiên xem ai có thể khiến dị thú ngã xuống hôn mê trong thời gian nhanh nhất, vòng thứ 2 chính là giải độc. Sư tỷ muội hai người mỗi người 3 dị thú, ai ngờ một yêu thú Khúc Minh Nguyệt chọn lại chống đỡ 5 lần mới bị độc đánh gục. Nhưng vẫn chưa hôn mê. Điều này khiến Khúc Minh Nguyệt cảm thấy rất mất thể diện, chuẩn bị dùng độc lần nữa, độc ngất dị thú này. Sư tỷ vẫn là thôi đi, dị thú này đã ngã xuống rồi, ngất hay không đều không sao, ngươi còn làm lần nữa cẩn thận độc chết, để chủ nhân người ta tìm đến, phải giải thích thế nào. Tiến luôn vào vòng tiếp theo, trực tiếp giải độc đi. Người nói chuyện là đệ tử nhỏ nhất của Nguyên Tiên Sư Lục Yên Chi, mặc dù không có danh tiếng như Khúc Minh Nguyệt. Nhưng Lục Yên Chi lại rất được Nguyên Tiên Sư yêu thương, bởi vì thiên phú độc đạo của Lục Yên Chi là cao nhất trong số mấy đệ tử. Chính vì Lục Yên Chi được sư phụ yêu thương, cũng có thiên phú đặc biệt về độc đạo, nên Khúc Minh Nguyệt ghen tị với tiểu sư muội này từ tận đáy lòng. Nghe lời nói như vậy của Lục Yên Chi, Khúc Minh Nguyệt hừ lạnh, ta làm việc còn chưa tới lượt ngươi dậy. Dứt lời đã muốn hạ độc lần thứ 6 với dị thú dưới đất. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng giận dữ vang lên. Tâm trạng của Khúc Minh Nguyệt vốn đã không vui, nàng ta bị tiểu sư muội khoa tay múa chân, bị dị thú trên mặt đất làm mất thể diện, bây giờ tự dưng lại bị người ta quát,
vì vậy nàng ta lập tức nổi giận. Khúc Minh Nguyệt quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tóc trắng sầm mặt đi tới. Đây chẳng phải là người nàng ta gặp khi chơi cờ trong phòng của Mộc Văn Hương sao? Khúc Minh Nguyệt chỉ cần liếc mái tóc bạc kia một cái là nhớ ra ngay. Bị một tên vô danh tiểu tốt cảnh giới hợp thể quát, Khúc Minh Nguyệt giận tím mặt. Ngươi là cái thá gì? Chó hoang từ đâu tới sủa loạn vậy? Đột nhiên một tiếng nổ cắt ngang lời chửi bới của Khúc Minh Nguyệt dành cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã nổi sát ý, sử dụng pháp tướng thần thông thập nhị chí tôn, nháy mắt biến thành thân cao 30 mét, tay kết kim cương ấn đánh về phía Khúc Minh Nguyệt với khí thế lôi đình. Vốn dĩ hắn đã tức giận vì tòa kỵ của mình là thú ngũ hành bị Khúc Minh Nguyệt hạ độc ngã gục trên mặt đất, không ngờ sau khi mình hô dừng tay, nữ nhân này lập tức vô lễ với mình, chửi mắng ầm ĩ. Lúc này Dương Bách Xuyên không quan tâm ngươi con mẹ nó là đệ tử của ai. Đối phương chưa được sự cho phép đã hạ độc thú ngũ hành, điều này làm cho Dương Bách Xuyên có tính bênh vực người nhà nổi giận đùng đùng. Cho dù lúc này người đứng trước mặt hắn là tu sĩ đại thừa kỳ, hắn cũng phải đánh cho không trượt phát nào, chứ đừng nói chi Khúc Minh Nguyệt chỉ có tu vi độ kiếp sơ kỳ. Buông lời sỉ vả, sát hại tọa kỵ, hắn phải tính sổ ngay tại đây. Hiện tại tên họ Dương nào đó có tu vi cảnh giới hợp thể. Từ lúc đột phát lên cảnh giới hợp thể đến bây giờ, hắn vẫn chưa ra tay lần nào. Trước đây lúc còn ở tu vi cảnh giới phân thân, hắn đã chẳng để độ kiếp sơ kỳ vào mắt, có thể lợi dụng không gian của chín phân thân để vây đánh tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Sau khi đột phá đến cảnh giới hợp thể, hắn càng không để ý tới tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Khúc Minh Nguyệt đã hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên, khiến hắn ra tay không chút do dự. Mặc dù hắn chỉ mới tu luyện thành công một chiêu trong thần thông thập nhị chí tôn mà sư phụ truyền cho, nhưng dù sao đây cũng là thần thông do tán tiên chí tôn sáng tạo ra. Lúc ở cảnh giới phân thần, Dương Bách Xuyên đã dám chém giết tu sĩ độ kiếp dựa vào một chiêu thần thông kim cương chí tôn này. Bây giờ hắn lại càng dám. Đặc điểm của thần thông thập nhị chí tôn là tu vi tăng thì uy lực cũng tăng. Chắc chắn tên họ Dương nào đó đạt tới cảnh giới hợp thể, thì uy lực khi thi triển chiêu thứ nhất kim cương chí tôn của thập nhị chí tôn sẽ mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Sự biến hóa của Dương Bách Xuyên cũng làm cho Khúc Minh Nguyệt sửng sốt. Nhìn Dương Bách Xuyên cao 30 mét, lấp lánh ánh sáng vàng, nàng ta lạnh lùng hừ mũi, tự tìm đường chết. Trong mắt Khúc Minh Nguyệt, Dương Bách Xuyên chỉ là tu sĩ tu vi cảnh giới hợp thể sơ kỳ, kém tu sĩ độ kiếp sơ kỳ như nàng ta một cảnh giới lớn. Dương Bách Xuyên dám ra tay với nàng ta chẳng khác gì chán sống rồi. Nàng ta hoàn toàn không coi Dương Bách Xuyên ra gì. Khúc Minh Nguyệt híp mắt lại, giơ tay đánh ra một chưởng vào nắm đấm cực lớn của Dương Bách Xuyên. Dưới chân khí hóa hình, một bàn tay khổng lồ dài 5-6 mét đỡ nắm đấm to bằng cối xay của Dương Bách Xuyên. Lúc này, tất cả những người đang hóng chuyện ở đây đều ngây ra, không ai ngờ được có người dám ra tay với Khúc Minh Nguyệt, hơn nữa người này chỉ là tu sĩ cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Trên bong phi thuyền không chỉ có người của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, mà còn có rất nhiều người tiêu tốn linh thạch để ngồi phi thuyền của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Thật ra có không ít người ghét thói ngang ngược của Khúc Minh Nguyệt, chẳng qua là nể mặt Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần và sư phụ của Khúc Minh Nguyệt là Nguyên Tiên Sư nên không nói ra mà thôi. Trong đám đông có mấy người bị Khúc Minh Nguyệt cưỡng chế mượn linh thú tọa kỵ. Nói dễ nghe là mượn linh thú để thi đấu dùng độc, nói khó nghe là lấy thế ép người. Mấy người bị Khúc Minh Nguyệt mượn tọa kỵ không dám hé răng, bởi vì Khúc Minh Nguyệt có biệt danh là Tiểu Độc Vương, sư phụ của nàng ta là Nguyên Tiên Sư, ai dám đắc tội chứ? Bây giờ thì hay rồi, có một người dám ra tay với Khúc Minh Nguyệt. Mọi người đều cảm thấy hả giận, đồng thời lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Dù sao trong mắt mọi người, Dương Bách Xuyên cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới hợp thể sơ kỳ, còn Khúc Minh Nguyệt không chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà còn là độc sư, một cao thủ dùng độc. Bình thường tu sĩ đại thừa kỳ không muốn chọc vào loại người này. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh thay Dương Bách Xuyên. Tên béo Diêm Sung đi xuống lầu cùng Dương Bách Xuyên há hốc miệng, nhìn Dương Bách Xuyên hóa thân thành người khổng lồ cao 30 mét, vung quyền đuổi giết Khúc Minh Nguyệt. Hắn ta lẩm bẩm nói, Dương huynh đệ bị ấm đầu hay là to gan lớn mật mà dám chọc vào Khúc tiểu độc. Miệng thì nói vậy, nhưng mắt sáng lấp lánh. Hắn ta hiểu rõ Khúc Minh Nguyệt,
bởi vì bọn họ đều là đệ tử cấp cao của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Ông nội của tên béo này cũng là một trong những trưởng lão của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Xét về bối phận, ông nội của hắn ta và sư phụ Nguyên Tiên Sư của Khúc Minh Nguyệt có cùng cấp bậc. Tên béo này từng bị Khúc Minh Nguyệt cho ăn hành không ít lần. Trong vòng giao thiệp của bọn họ, Khúc Minh Nguyệt được gọi là Khúc Tiểu Độc, bởi vì nàng ta tu độc đạo. Tên béo Diêm Sung rất e sợ nàng ta, cũng không thích nàng ta. Trước đó gặp Dương Bách Xuyên, đương nhiên tên béo Diêm Sung không nói cho Dương Bách Xuyên những điều này. Nào ngờ mới chớp mắt Dương Bách Xuyên đã ra tay với Khúc Minh Nguyệt, làm cho tên béo quá đỗi kinh ngạc. Lúc này có người rất lo lắng cho Dương Bách Xuyên, người đó là Mộc Văn Hương. Đối với Mộc Văn Hương mà nói, Dương Bách Xuyên là người Lâu Hải Đường nhờ nàng ta chăm sóc, nàng ta cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ Lâu Hải Đường, còn nhận được 10 quả linh đào của Dương Bách Xuyên, xem như có thiện cảm. Tuy Mộc Văn Hương xuất thân từ thương hội, coi trọng lợi ích, nhưng nàng ta càng coi trọng chữ tín hơn. Mộc Văn Hương cho rằng mình đã nhận lợi ích từ Lâu Hải Đường thì chăm sóc Dương Bách Xuyên là chuyện hiển nhiên. Mặt khác, Mộc Văn Hương tạo mối quan hệ tốt với Khúc Minh Nguyệt thật ra là để nịnh nọt sư phụ Nguyên Tiên Sư của Khúc Minh Nguyệt mà thôi. Nhưng bây giờ chớp mắt một cái Dương Bách Xuyên đã ra tay với Khúc Minh Nguyệt. Không phải nàng ta lo lắng cho Khúc Minh Nguyệt, mà lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Chẳng may hắn bị Khúc Minh Nguyệt giết chết thì sau này gặp Lâu Hải Đường, nàng ta không biết phải ăn nói thế nào. Mộc Văn Hương muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Lại càng không ngờ Dương Bách Xuyên to gan như vậy, dám ra tay với tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa đối phương còn là một độc sư. Trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh thay Dương Bách Xuyên, đây hoàn toàn là hành động tự tìm đường chết. Chấm chấm chấm. Trước cái nhìn chăm chú của mọi người có mặt ở đây, khi ai nấy đều cho rằng Dương Bách Xuyên sẽ bị Khúc Minh Nguyệt đang tức giận đánh chết, cuộc giao phong của hai bên đã đụng độ. Một kích giao phong tạo ra sóng khí khổng lồ và tiếng vang lớn. Ai tránh được thì nhao nhao né tránh, mấy tu sĩ cảnh giới phân thần không tránh kịp thì bị sóng khí khổng lồ hất bay ra ngoài. Sau đó, mọi người trợn tròn mắt. Cuộc chiến của Dương Bách Xuyên và Khúc Minh Nguyệt không xuất hiện cảnh tượng Dương Bách Xuyên bị Khúc Minh Nguyệt giết chết như trong tưởng tượng. Ngược lại, Khúc Minh Nguyệt lùi lại mấy mét, khóe miệng chảy máu, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Trong khi đó, Dương Bách Xuyên ung dung nhàn nhã, cơ thể cao 30 mét lóe lên ánh sáng vàng rồi khôi phục dáng vẻ bình thường. Sau đó, hắn lạnh lùng nói với Khúc Minh Nguyệt, một quyền này bịt chặt cái miệng thối của ngươi, đừng có phun cất lung tung. Trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, trong tay lóe lên hàn quang, sau đó kiếm đổ long xuất hiện trên tay hắn. Toàn thân điều động 9 nguồn sức mạnh, sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào. Hắn không sợ Khúc Minh Nguyệt. Mặc dù 9 phân thân cảnh giới phân thần của hắn đã dung hợp, nhưng sức mạnh vẫn còn đó, hơn nữa còn hóa thành chính vì sao phụ quay xung quanh hai tử phủ. 9 sức mạnh bao gồm ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, lôi điện, phong vân, âm sát vẫn tồn tại, có thể hình thành không gian chỉ bằng một suy nghĩ. Đương nhiên sau khi hợp thể dung hợp không thể gọi là không gian phân thân được nữa, mà phải gọi là không gian dung hợp. Chỉ cần 9 nguồn sức mạnh còn đó, hắn vẫn có thể giết địch bằng một ý nghĩ. Hiện tại hắn đã trở mặt với Khúc Minh Nguyệt, vậy thì cứ giết là được. Dù sao hắn vừa gặp đã không có thiện cảm với nữ nhân này, không biết nàng ta lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt ấy. Khi Khúc Minh Nguyệt nhìn Dương Bách Xuyên ở phòng của Mộc Văn Hương, ánh mắt tràn đầy vẻ cao quý, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Dương Bách Xuyên lạnh lùng mắng một câu, chĩa kiếm đầu long vào Khúc Minh Nguyệt, hiện tại lão tử đòi lại công bằng cho tòa kỵ của mình. Con thú ngũ hành trên mặt đất này là tòa kỵ của lão tử, con mẹ nó ai cho phép ngươi hạ độc tòa kỵ của lão tử hả? Dương Bách Xuyên nói ra những lời này làm mọi người xôn xao. Lúc này bọn họ mới biết thì ra dị thú bị Khúc Minh Nguyệt hạ độc 5 lần vẫn chưa ngất có tên thú ngũ hành, là tòa kỵ của thanh niên tóc trắng này. Lại càng không ngờ chàng trai này có thể chiến đấu vượt cảnh. Chiến đấu vượt cấp không có gì lạ, nhưng chiến đấu vượt cảnh thì rất hiếm gặp. Chiến đấu vượt cấp cùng lắm cũng chỉ chênh nhau 2 cảnh giới nhỏ, người có thiên phú vượt trội có thể làm được. Nhưng chiến đấu vượt cảnh thì khác, chênh lệch cả một cảnh giới lớn. Người có thể chiến đấu vượt cảnh không có ai không phải là rồng phượng trong biển người, ai nấy đều là quái thai. Dương Bách Xuyên có thể chiến đấu vượt cảnh với Khúc Minh Nguyệt quả là không đơn giản.
Khúc Minh Nguyệt ngơ ngác vì thực lực của Dương Bách Xuyên, lại càng ngơ ngác vì câu chửi của hắn. Sau khi hoàn hồn, nàng ta giận run người. Thường ngày nàng ta đi đến đâu đều được tung hô, được mọi người vây quanh. Khúc Minh Nguyệt là đại đệ tử của Độc Sư Nguyên Tiên Sư, ai mà chẳng nể mặt nàng ta vài phần. Nàng ta đã bao giờ bị một tên vô danh tiểu tốt sỉ nhục như vậy đâu. Nghe thấy lời Dương Bách Xuyên nói, nhìn thấy mũi kiếm chĩa vào mình, Khúc Minh Nguyệt bùng nổ sát ý. Lúc đầu nàng ta không định giết tên nhãi thấp hèn này, nhưng bây giờ nàng ta không hề che giấu sát ý. Hôm nay không giết chết tên nhãi này, thì nàng ta mất hết thể diện. Lại càng làm mất mặt sư phụ Nguyên Tiên Sư. Được được được, tiểu tử được lắm, có gan đấy. Khúc Minh Nguyệt giận quá hóa cười, dừng lại chốc lát rồi lạnh lùng nói, người đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Từ cuộc đụng độ vừa rồi, Khúc Minh Nguyệt biết rằng xét về chân khí thì mình không phải là đối thủ của tên nhãi trước mặt. Vì vậy nàng ta không định cứng đối cứng với Dương Bách Xuyên, mà đưa hai tay ra. Tay trái có một đám khí đen tụ lại thành khối tròn, tay phải xuất hiện một con côn trùng nhỏ màu trắng ngà trông giống con rết. Dùng độc đối phó với Dương Bách Xuyên mới là thế mạnh của Khúc Minh Nguyệt. Mọi người thấy sau khi Khúc Minh Nguyệt giang hai tay, khí đen và côn trùng xuất hiện, tức thì ai nấy đều sợ hãi, cấp tốc lùi về sau. Bọn họ biết Khúc Minh Nguyệt có biệt danh là Tiểu Độc Vương, độc trên người khiến tu sĩ đại thừa kỳ cũng phải e ngại mấy phần, vì vậy bọn họ nào dám đứng yên. Lúc này ngoại trừ hai người trong cuộc là Dương Bách Xuyên và Khúc Minh Nguyệt, vẫn còn ba người chưa rút đi. Một người là Mộc Văn Hương. Người thứ hai là Lục Yên Chi, tiểu sư muội của Khúc Minh Nguyệt. Người thứ ba là tên béo Diêm Sung gặp Dương Bách Xuyên ở tầng 3. Thấy Khúc Minh Nguyệt chuẩn bị dùng độc đối phó với Dương Bách Xuyên, Mộc Văn Hương nhíu mày. Khó khăn lắm nàng ta mới tạo dựng được mối quan hệ tốt với Khúc Minh Nguyệt, dự định chờ Nguyên Tiên Sư soát quan sẽ nhờ Khúc Minh Nguyệt dẫn mình đến làm quen với Nguyên Tiên Sư. Sau khi Nguyên Tiên Sư lên thuyền, lão ta vẫn luôn bế quan trong gian phòng nào đó ở tầng 9 không ra ngoài, nghe nói là đang nghiên cứu loại thuốc độc mới nào đó. Mặc dù Mộc Văn Hương cũng là người của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, nhưng địa vị kém xe Nguyên Tiên Sư. Nguyên Tiên Sư không chỉ là tu sĩ địa tiên tam chuyển, mà còn là độc sư nổi tiếng tu chân giới. Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần rộng lớn, cao thủ nhiều vô kể, nhưng tiên sư nổi tiếng cấp bậc trưởng lão thì chỉ có 9 người. Những người này mới là kẻ thống trị trong Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Những tu sĩ đại thừa kỳ như Mộc Văn Hương cũng được xem là cấp cao trong Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, nhưng không phải là thành phần nòng cốt cấp cao nhất. Thành phần nòng cốt là 9 đại tiên sư. Phóng tầm mắt nhìn khắp tu chân giới, tu sĩ đại thừa kỳ không tính là nhiều nhưng cũng không ít, Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần có hàng trăm người, Mộc Văn Hương chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa, nàng ta không thuộc top đầu trong hàng trăm người ấy. Vì thế, Mộc Văn Hương không quen Nguyên Tiên Sư cấp bậc lão tổ của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần. Nàng ta hao tâm tổn trí tạo mối quan hệ tốt với Khúc Minh Nguyệt là để làm quen với Nguyên Tiên Sư, muốn xin Nguyên Tiên Sư luyện chế một loại độc giúp nàng ta. Loại độc này có thể giúp nàng ta tiến vào bí cảnh nào đó. Mộc Văn Hương là một trong những đội trưởng đội tuần tra của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, thường xuyên đi lại khắp tu chân giới. Tất nhiên thu được nhiều tin tức liên quan đến bí địa tu luyện hơn người khác. Trăm năm trước nàng ta phát hiện ra một bí địa, nhưng ở đó có một con yêu thú mạnh mẽ canh giữ. Do đó, nàng ta muốn nhờ Nguyên Tiên Sư luyện chế một loại thuốc độc có thể đối phó với con yêu thú bí địa kia, thế nên mới tiếp cận và giữ mối quan hệ tốt với Khúc Minh Nguyệt. Mộc Văn Hương biết nếu mình ngăn cản Khúc Minh Nguyệt thì những gì mình làm lúc trước đều uổng phí. Nhưng nếu không ngăn cản, tên nhãi Dương Bách Xuyên là người Lâu Hải Đường nhờ mình chăm sóc, mình đã nhận lợi ích từ Lâu Hải Đường, cứ trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên bị Khúc Minh Nguyệt giết thì sau này không biết ăn nói thế nào với Lâu Hải Đường. Đây là một câu hỏi lựa chọn. Đột nhiên Mộc Văn Hương nảy ra một ý, mình chỉ lên tiếng chứ không ra tay, vậy thì cũng xem như cứu Dương Bách Xuyên rồi. Về phần Dương Bách Xuyên có phối hợp hay không, nàng ta không quan tâm. Dù sao nàng ta cũng cố gắng hết sức rồi. Nghĩ tới đây, Mộc Văn Hương hét to, Dương Bách Xuyên mau dừng tay. Sao ngươi có thể ra tay với Khúc cô nương chứ? Ngươi là bạn của Lâu Hải Đường tức là khách của thương hội chúng ta, mọi người đều là bạn, đừng làm tổn thương lẫn nhau. Lúc này,
Tên béo Diêm Sung nhìn Dương Bách Xuyên rồi lại nhìn Khúc Minh Nguyệt, cũng mở lời, Khúc Tiểu Độc, vị Dương huynh đệ này là bạn của ta, ngươi nể mặt nhé. Tên béo Diêm Sung nghĩ rằng chỉ bằng một quyền bá đạo vừa nãy của Dương Bách Xuyên và chuyện hắn là cảnh giới hợp thể nhưng có thể đánh Khúc Minh Nguyệt bị thương, hắn ta rất tán thưởng thực lực chiến đấu vượt cảnh bậc này và lòng can đảm của Dương Bách Xuyên, vì vậy hắn ta định giúp Dương Bách Xuyên một tay. Cả Mộc Văn Hương lẫn tên béo Diêm Sung đều nhìn ra thực lực chân khí của Dương Bách Xuyên có thể chiến đấu vượt cảnh chiến thắng Khúc Minh Nguyệt. Nhưng một khi Khúc Minh Nguyệt dùng độc, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ mất mạng. Bởi vì Khúc Minh Nguyệt là đại đệ tử của độc sư Nguyên Tiên Sư, là tiểu độc vương giỏi dùng độc, có thể độc chết tu sĩ đại thừa kỳ. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng nếu Dương Bách Xuyên bị Dương Bách Xuyên hạ độc thì chỉ có đường chết. Tên béo có thiện cảm với Dương Bách Xuyên, giúp được thì giúp vậy. Tiếp đó, tiểu sư muội Lục Yên Chi của Khúc Minh Nguyệt cũng lên tiếng, đại sư tỷ bỏ qua đi. Chúng ta chưa có sự đồng ý của người ta đã lôi linh thú tọa kỵ của người ta ra hạ độc, lỗi ở chúng ta. Muội thấy vị đại ca này không phải người xấu. Thoạt nhìn Lục Yên Chi là một cô bé 17-18 tuổi, lời nói khá ngây thơ. Tuy nàng ta bái Nguyên Tiên Sư làm sư phụ, tu độc đạo, nhưng lòng dạ quả thật rất hiền lành. Cũng chính vì thế nên Lục Yên Chi được Nguyên Tiên Sư yêu thích. Hơn nữa, nàng ta là độc thể trời sinh, được Nguyên Tiên Sư trực tiếp thu nhận làm đệ tử cuối cùng. Làm cho Khúc Minh Nguyệt vô cùng ghen tị. Ba người nán lại đều lên tiếng nói giúp, ai nấy đều cho rằng Dương Bách Xuyên đối đầu với tiểu độc vương Khúc Minh Nguyệt thì chỉ có đường chết, không ai cho rằng Dương Bách Xuyên có thể sống sót dưới độc công của Khúc Minh Nguyệt. Nhưng Khúc Minh Nguyệt lại cười gằn, muộn rồi. Hôm nay không độc chết tên nhãi không biết trời cao đất rộng này thì sau này tiểu độc vương ta còn lăn lộn kiểu gì. Không ai được xin giúp tên nhãi này, nếu không đừng trách Khúc Minh Nguyệt ta trở mặt. Khúc Minh Nguyệt quyết tâm muốn độc chết Dương Bách Xuyên. Điều này làm cho Mộc Văn Hương, tên béo Diêm Sung và Lục Yên Chi đều nhíu mày, song cả ba im lặng không nói gì. Bọn họ biết Khúc Minh Nguyệt là loại người kiêu căng ngạo mạn, nếu lúc này mình lên tiếng thì nàng ta có thể trở mặt thật đó. Mộc Văn Hương nhìn Dương Bách Xuyên, thầm nghĩ trong lòng, nhóc con, ta đã cố gắng hết sức rồi. Nếu ngươi thông minh thì mau xin tha và để cho Khúc Minh Nguyệt hả giận đi, như vậy may ra ngươi có thể sống sót. Trong mắt tên béo Diêm Sung lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Khúc Minh Nguyệt dùng độc, hắn ta cũng bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lục Yên Chi nhìn sư tỷ Khúc Minh Nguyệt, không dám nói nữa. Nàng ta biết vị sư tỷ này rất hẹp hòi. Hơn nữa lúc này mình mở miệng có khi đối phương sẽ thật sự trở mặt cũng không chừng. Dương Bách Xuyên là người ngoài, nàng ta quyết định không xen vào nữa, dù sao Khúc Minh Nguyệt cũng là sư tỷ của nàng ta. Sư tỷ dùng độc tất nhiên Lục Yên Chi không sợ, nhưng lại sợ sư phụ xuất quan thấy nàng ta đối phó với sư tỷ sẽ thấy mất thể diện, vì vậy nàng ta đành lựa chọn im lặng. Dương Bách Xuyên cười to ha hả, liếc nhìn ba người Mộc Văn Hương, tên béo Diêm Sung và Lục Yên Chi. Sau đó tiếng cười ngưng bặt cảm ơn ý tốt của ba vị. Muốn độc chết ta thì phải xem nàng ta có bản lĩnh hay không. Người vội vàng muốn chết như vậy, lão nương sẽ cho ngươi toại nguyện. Khúc Minh Nguyệt nổi giận, khối tròn khí đen tụ trên tay trái bay về phía Dương Bách Xuyên, con côn trùng màu trắng ngà trên tay phải mọc ra đôi cánh trong suốt, cũng bay về phía Dương Bách Xuyên. Mặt Mộc Văn Hương và tên béo Diêm Sung đều biến sắc, hai người cùng lùi lại. Chỉ có Lục Yên Chi đứng im bất động, nàng ta đứng im bởi vì không sợ độc của sư tỷ Khúc Minh Nguyệt. Tất cả mọi người đều biết sư tỷ được gọi là tiểu độc vương, độc công thâm hậu. Thật ra không ai biết rằng Lục Yên Chi mới là người đầu tiên dùng độc dưới chướng Nguyên Tiên Sư. Cho nên Lục Yên Chi hoàn toàn không sợ độc của Khúc Minh Nguyệt, đứng cách xa hai người kia 10 mét quan sát. Lúc này, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, không lùi lại né tránh. Hắn lách mình xông thẳng tới chỗ Khúc Minh Nguyệt. Mấy nguồn sức mạnh trong cơ thể vận chuyển trong không gian hợp thể, các vì sao lập tức bao phủ Khúc Minh Nguyệt. Kiếm đầu long vung lên, thình lình chém tới. Khối tròn khí đen của Khúc Minh Nguyệt bị chém vỡ rồi nổ tung, khí đen khuếch tán và bao phủ xung quanh Dương Bách Xuyên. Sau đó, mũi kiếm chỉ tới làm cho con côn trùng màu trắng ngà của Khúc Minh Nguyệt nổ tung. Trong tiếng nổ ầm ầm, con côn trùng đó hóa thành vô số côn trùng nhỏ vây quanh khí đen. Một giây sau, mọi người nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị vô số con côn trùng nhỏ màu trắng sữa và từng đám khí đen bao vây.
Khúc Minh Nguyệt nhếch môi cười khẩy, đúng là đồ ngu tự tìm đường chết. Huyền minh hắc khí của lão nương xâm nhập vào nguyên thần sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Linh cương thi trùng có thể cắn nuốt cơ thể của đại thừa kỳ thành một đống xương vụ chỉ trong 10 hơi thở, ngươi có năng lực gì có thể đối phó với lão nương? Giọng Khúc Minh Nguyệt không lớn nhưng đủ vang vọng xung quanh. Tất cả mọi người lập tức bùng nổ. Rất ít người từng nghe thấy cái tên huyền minh hắc khí, nhưng những người thuộc thương hội Nhật Nguyệt tinh thần đều biết tới trùng linh cương thi, đó là độc trùng do Nguyên Tiên Sư đặc biệt nuôi cấy. Khúc Minh Nguyệt là đại đệ tử của Nguyên Tiên Sư, có trùng linh cương thi cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù nhiều người không biết huyền minh khắc khí và trùng linh cương thi là gì, nhưng biết hay không không quan trọng, quan trọng là công hiệu của hai loại chất độc này. Không nghe thấy Khúc Minh Nguyệt nói hay sao, huyền minh khắc khí xâm nhập vào nguyên thần sẽ khiến cho nguyên thần đau tới sống không bằng chết, nếu là trùng linh cương thi thì ngay cả cao thủ đại thừa kỳ cũng không kiên trì được bao lâu. Lần này Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Mọi người vừa thương tiếc cho Dương Bách Xuyên vừa thêm kiêng dè Khúc Minh Nguyệt, một số người nhát gan thì lùi hẳn ra phía sau, sợ bị nhiễm phải khí độc với độc trùng. Ở tu chân giới, độc sư là một đoàn thể riêng biệt, ai cũng không muốn gặp bọn họ, nói là sợ hãi mới đúng. Lúc này, trong mắt của tất cả mọi người, Khúc Minh Nguyệt chính là ma đầu độc dược, vẫn nên cách xa nàng ta thì hơn. Rất nhiều người đều tiếc cho Dương Bách Xuyên, bọn họ cho rằng Dương Bách Xuyên sợ là không kiên trì được bao lâu, hắn ta sẽ bị độc trùng cắn xé thành một bộ xương trắng, nguyên thần tiêu tán. Khúc Minh Nguyệt cũng cho là như vậy. Nhưng mà... Thời gian ba hơi thở trôi qua, Dương Bách Xuyên vẫn bị khí độc ùn ùn bao trùm, quanh hắn là vô số dị trùng vo ve như muỗi cắn xé, quả đúng là không chút động tĩnh. Điều này khiến cho Khúc Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Nhưng trong lòng lại nghĩ, hẳn là tên tiểu tử này có chút thủ đoạn, chưa bị độc chết cũng là điều bình thường, thân là tu chân giả, ai mà chẳng có chút mánh khóe. Tên tiểu tử này có thể dùng cảnh giới hợp thể sơ kỳ để đả thương một độ kiếp sơ kỳ như nàng, chắc chắn sẽ có con át chủ bài và kỹ năng đặc biệt. Nhưng, vậy thì đã sao? Bản lĩnh của Dương Bách Xuyên có thể vượt qua được tu sĩ đại thừa kỳ chắc? Nghĩ vậy, trong lòng Khúc Minh Nguyệt rất khó bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khí đen và độc trùng, sau đó quan sát thay đổi của Dương Bách Xuyên, trong đầu đã nghĩ tới cảnh tượng, Dương Bách Xuyên sẽ kêu gào thảm thiết, bị độc trùng và khí độc cắn xé thành một bộ xương trắng. Phải biết, huyền minh hắc khí là độc khí bản mệnh được nàng ta tu luyện hàng trăm năm, lúc theo sư phụ để tu luyện huyền minh hắc khí đã phải chịu không ít khổ cực, loại khí này được luyện thành từ oán khí của yêu thú thượng cổ và âm sát cổ mộ, bởi vì là độc khí bản mạng nên thập tử nhất sinh mới chịu đựng nổi. Sư phụ đã từng nói, độc khí bản mạng của nàng được xưng là vô địch, cho dù đối thủ là tu sĩ đại thừa thì cũng phải tránh né. Về phần trùng linh cương thi, loại trùng này được sư phụ Nguyên Tiên Sư đích thân nuôi cấy, không thua kém gì thập đại dị trùng của tu chân giới. Hôm nay bí pháp nuôi trùng linh cương thi của nàng cũng xem như có chút thành tựu, thừa đủ để đối phó với Dương Bách Xuyên. Nhưng rất nhanh, thời gian đã trôi qua 10 hơi thở. Lúc này... Người xung quanh Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu ngạc nhiên. Không phải đã nói, cao thủ đại thừa kỳ cũng bị hóa thành xương trắng trong 10 hơi thở à? Sao thời gian trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy gì vậy? Ai mà biết được, lẽ nào Khúc Minh Nguyệt đang nói khoác? Không thể nào, Khúc Minh Nguyệt là đại đệ tử của Nguyên Tiên Sư đấy. Nguyên Tiên Sư là một trong số trưởng lão của Thương hội Nhật Nguyệt tinh thần chúng ta, ở tu chân giới cũng nổi danh là độc sư, ta nghe nói. Trùng linh cương thi là độc trùng được Nguyên Tiên Sư đặc biệt nuôi dưỡng, vô cùng lợi hại, nghe nói, mấy trăm năm trước Nguyên Tiên Sư đã sai trùng linh cương thi giết chết tam đại địa tiên cùng cấp. Nguyên Tiên Sư là ai? Đó chính là địa tiên tam chuyển, các người nghĩ mà xem, chỉ cần sai trùng linh cương thi cũng có thể giết được tam đại địa tiên tam chuyển, độc trùng linh cương thi phải đáng sợ như thế nào cơ chứ? Mặc dù Khúc Minh Nguyệt không phải là Nguyên Tiên Sư, nhưng nàng chính là đại đệ tử của Nguyên Tiên Sư. Tuy là không lợi hại bằng sư phụ nhưng trùng linh cương thi xác thực là độc trùng, sao có thể nói khoác được. Một gã đệ tử của Thương hội Nhật Nguyệt tinh thần lên tiếng, gã ta nói như thể mình là người trong nghề. Ngươi nói cũng đúng, Khúc Minh Nguyệt được xưng là tiểu độc vương, hôm nay nhiều người như vậy, sao nàng có thể mất mặt được, có lẽ tu sĩ đại thừa kỳ không kháng nổi thời gian 10 hơi thở là thật, ta nghĩ Dương Bách Xuyên là trường hợp đặc biệt. Khoan hãng nói. Tiểu tử Dương Bách Xuyên kia cũng rất khá,
một chiêu của hợp thể sơ kỳ lại có thể đả thương được Khúc Minh Nguyệt là độ kiếp sơ kỳ, hiện tại còn ép Khúc Minh Nguyệt thi triển bản lĩnh, chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể nhìn ra, Dương Bách Xuyên không phải là hạng người đơn giản. Theo ta thì hôm nay, Dương Bách Xuyên sẽ lập kỳ tích cũng nên. Ý ngươi là Dương Bách Xuyên có thể chống được độc của Khúc Minh Nguyệt. Đùa cái gì vậy? Ặc, ý của ta là, có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ chống đỡ được lâu hơn một chút. Cái này thì có khả năng, dù sao thì cũng là người có bản lĩnh chiến đấu vượt cấp, tên tiểu tử này không đơn giản, hy vọng hắn ta sẽ trụ lâu một chút. Trụ được lâu thì sao, chẳng phải vẫn bị Khúc Minh Nguyệt độc chết hay sao? Đúng vậy, đáng tiếc cho một nhân tài, khó tránh khỏi cái chết. Chấm chấm chấm. Xung quanh bàn tán xôn xao, tất cả đều chú ý tới tình hình ở giữa sân. Mặc dù, thời gian 10 hơi thở đã trôi qua nhưng vẫn không một ai nhìn thấy rõ được Dương Bách Xuyên. Bên kia, Diễm Sung và Mộc Văn Hương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hai người họ cũng không nghĩ tới Dương Bách Xuyên lại có thể kiên trì được, bọn họ đều là người của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, đương nhiên hiểu rõ Khúc Minh Nguyệt hơn những người khác. Tất nhiên câu, khiến cho đại thừa kỳ hóa thành xương trắng, không phải là nói khoác, nhưng hiện tại một tu sĩ cảnh giới hợp thể như Dương Bách Xuyên lại kiên trì được, điều này khiến cho hai người họ rất bất ngờ. Trường hợp này của Dương Bách Xuyên quả là có chút nghịch thiên. Ban đầu, hắn ta đoán, nhiều nhất thì Dương Bách Xuyên cũng chỉ kiên trì được trong khoảng thời gian 3 đến 5 hơi thở. Không ngờ nháy mắt đã qua 10 hơi thở, ngạc nhiên hơn là ngay cả một tiếng kêu than cũng không hề có. Sư muội của Khúc Minh Nguyệt Lục Yên Chi cũng kinh sợ, nàng hiểu rõ nhất độc khí căn nguyên và trùng linh cương thi của sư tỷ Khúc Minh Nguyệt, cho dù là thủ đoạn dùng độc lúc tỷ thí hàng ngày thì Lục Yên Chi cũng không dám đụng chạm với lợi thế của sư tỷ mình, không ngờ Dương Bách Xuyên vậy mà có thể kiên trì qua 10 hơi thở, điều này khiến Lục Yên Chi rất bất ngờ. Thời gian 10 hơi thở trôi qua, cuối cùng sắc mặt của Khúc Minh Nguyệt cũng thay đổi, nàng nhìn Dương Bách Xuyên đang bị khí đen và trùng linh cương thi bao vây. Sự tự tin trên gương mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay lúc này, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người rộ lên xuất hiện. Đầu tiên, bọn họ nghe thấy, từ trong vòng vây của huyền minh hắc khí và trùng linh cương thi vang lên tiếng cười lạnh lẽo mang theo vài phần chế nhạo, độc của ngươi chẳng qua chỉ như rác rưởi mà thôi. Đây không phải giọng của Dương Bách Xuyên hay sao? Bọn họ nghe được, Dương Bách Xuyên không chỉ không xảy ra chuyện. Ngược lại còn nói Khúc Minh Nguyệt dùng độc như rác rưởi, xung quanh nhất thời vang lên tiếng hít lạnh. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy giữa đám khí độc bùng lên ánh sáng vàng, phát ra từ khí độc và độc trùng đen kịt. Giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, bọn họ nhìn thấy hư ảnh của một chiếc chuông lớn đang hiện ra giữa đám khí độc, hay nói đúng hơn là trên người Dương Bách Xuyên, phù văn phía trên đang không ngừng chuyển động. Mà phù văn trên mặt đồng hồ cổ xưa cũng lóe lên ánh sáng, độc khí và trùng linh cương thi đen kịt giống như bị ánh sáng vàng hấp thu, hoàn toàn biến mất. Thân hình Dương Bách Xuyên xuất hiện, hoàn hảo không hề thương tổn, trên cơ thể hắn, phù văn chuyển động huyền ảo của chiếc chuông vàng cổ xưa càng làm hắn thêm thần bí. Chiếc chuông lớn này chính là mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên, chuông Đông Hoàng. Theo lý mà nói mệnh tinh thần tượng của đa số mọi người đều có hình người. Nhưng của Dương Bách Xuyên lại là chiếc chuông lớn, vậy nên nhiều người có mặt ở đây đều cho rằng, chiếc chuông này là một bí pháp nào đó của Dương Bách Xuyên. Phụt! Trong nháy mắt, khí độc và trùng độc đã bị chiếc chuông hấp thu sạch sẽ, lúc này người bị cắn trả chính là Khúc Minh Nguyệt, bất kể là huyền minh hắc khí hay là trùng linh cương thi đều là độc cho nàng ta nuôi dưỡng. Sau khi bị Dương Bách Xuyên diệt sạch, Khúc Minh Nguyệt lập tức phun ra một ngụm máu. Sao có thể? Khúc Minh Nguyệt còn chưa nói hết thì Dương Bách Xuyên đã động thủ, thân hình vừa lóe lên đã xuất hiện trước người Khúc Minh Nguyệt, hắn nhấc kiếm đổ long chém xuống một nhát. Khúc Minh Nguyệt đang bị độc cắn trả, nhìn thấy kiếm của Dương Bách Xuyên đang chém xuống, nàng ta vô cùng hoảng sợ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chủ yếu là nàng ta không thể nào tiếp nhận được việc Dương Bách Xuyên không hề tổn hao gì khi bị khí độc và trùng độc tấn công, vì không chấp nhận nổi nên phản ứng bị chậm một bước. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, vội vàng muốn tránh đi nhưng đã quá muộn. A, kiếm của Dương Bách Xuyên đã chém lên đầu Khúc Minh Nguyệt, nhưng dù sao thì nàng ta cũng là tu sĩ cảnh giới độ kiếp, quan trọng là tránh được đầu nhưng vẫn bị kiếm chém lên tay trái.
Khúc Minh Nguyệt kêu lên thảm thiết, cánh tay trái bị Dương Bách Xuyên chặt đứt. Tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt, bầu không khí lâm vào yên tĩnh, nhưng, bọn họ lại nhìn thấy, Dương Bách Xuyên tiếp tục ra tay. Bọn họ trông thấy Dương Bách Xuyên lại nhấc kiếm chém về phía Khúc Minh Nguyệt. Sắc mặt Khúc Minh Nguyệt tái mét, bị khí độc và trùng độc cắn trả, cộng thêm nhát kiếm vừa rồi của Dương Bách Xuyên, hiện tại nàng ta đã bị thương rất nặng. Lúc này, Dương Bách Xuyên lại chém tới đây, Khúc Minh Nguyệt thật sự hoảng hốt, khoảnh khắc thanh kiếm kia bổ xuống, nàng ta không nghĩ tới Dương Bách Xuyên thật sự dám giết. Đừng thấy Khúc Minh Nguyệt kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, ai mà không sợ hãi. Nàng ta tuyệt vọng. Dương Bách Xuyên căn bản không hề cho nàng ta thời gian để tránh nhát kiếm chí mạng. Càng không ngờ Dương Bách Xuyên lại là loại người quyết đoán, tàn nhẫn như vậy, nói giết là giết, không hề để ý tới việc sau lưng nàng ta còn có một sư phụ địa tiên tam chuyển, trong lòng Khúc Minh Nguyệt hối hận, sớm biết như vậy, nàng ta sẽ không đi trêu chọc Dương Bách Xuyên, lần này chỉ trách nàng cao ngạo không xem ai ra gì, chưa được sự đồng ý đã dùng độc với linh thú của người ta, đúng là có hơi quá đáng. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận, lúc này Khúc Minh Nguyệt mang theo oán hận không cam lòng, sẵn sàng chờ kiếm của Dương Bách Xuyên giết chết. Vù, keng. Ngay lúc Dương Bách Xuyên sắp chém tới Khúc Minh Nguyệt, đột nhiên tiếng xé gió vang lên, kiếm đồ long trong tay hắn rơi trên mặt đất. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, tay cầm kiếm đồ long run rẩy, hắn quay đầu nhìn về một phía. Hắn không để ý, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một lão già tóc. Dâu dài đang đứng chắp tay. Sư phụ! Khúc Minh Nguyệt vui mừng la lớn. Toàn thân Dương Bách Xuyên run lên, mọi người truyền tai nhau, một trong những trưởng lão của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần có một địa tiên tam chuyển, có thể so ngang với cường giả phi thăng Nguyên Tiên Sư. Bái kiến Nguyên Tiên Sư! Mộc Văn Hương và Diệp Sung dẫn người hành lễ. Ngay sau đó, mấy trăm người cùng lên tiếng bái kiến Nguyên Tiên Sư. Tất cả miễn lễ, Nguyên Tiên Sư rất cao thượng, phất tay để bọn họ miễn lễ. Trong mắt của Dương Bách Xuyên, vị Nguyên Tiên Sư cao thượng này không hề giống với danh xưng độc sư. Trong suy nghĩ của hắn, độc sư tu luyện độc dược hẳn là nên mặc một thân màu đen, gương mặt phải rất đáng sợ. Nhưng vị Nguyên Tiên Sư này lại hoàn toàn ngược lại, lão ta cao thượng như tiên, khiến cho người ta không thể nào liên tưởng được người này lại là một độc sư. Người ra tay vừa rồi rõ ràng là vị Nguyên Tiên Sư này, điều này khiến hắn hoang mang, hắn không hề phát hiện người tay ra tay bằng cách nào. Cảm giác như, trên người Nguyên Tiên Sư không hề có khí tức, chỉ giống như một lão già bình thường, nhưng khi dùng càn khôn nhìn thân thể của lão ta, hắn lại một lần nữa mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Cẩn thận nghĩ lại, Dương Bách Xuyên bắt đầu toát mồ hôi lạnh, khi có ý định giết chết Khúc Minh Nguyệt, hắn chưa từng nghĩ tới việc. Sau lưng nàng ta lại có một sư phụ trâu bò như vậy, chỉ muốn giết chết nữ nhân ghê tởm này. Hạ độc thú ngũ hành, nàng ta định giết hắn, giữ lại loại nữ nhân này chính là tai họa. Lúc muốn giết người, ai còn để ý tới thế lực chống lưng cho nàng ta. Cho dù là thiên vương thì hắn cũng giết không tha. Ngay lần đầu gặp mặt, ánh mắt của Khúc Minh Nguyệt đã toát lên vẻ khinh thường hắn, thái độ với hắn như loại người thấp kém. Lần này còn hạ độc với thú ngũ hành, nàng ta vẫn cùng cái vẻ cao ngạo không coi ai ra gì, nói giết là giết. Nếu không phải vừa rồi, may mà ở không gian Hắc Liên, hắn đã cảm ngộ được, hiểu được căn bản về độc đạo, nếu như mệnh tinh thần tượng chuông Đông Hoàng không luyện hóa được khí độc hay thân thể cảnh giới sinh tử của hắn. Hiện tại e là hắn cũng biến thành đống xương trắng rồi. Nếu đổi thành một tu sĩ cảnh giới hợp thể khác, dính phải hai loại độc này của Khúc Minh Nguyệt thì chắc chắn sẽ chết, gặp phải hắn là một trường hợp ngoại lệ. Đầu tiên là trùng linh cương thi của Khúc Minh Nguyệt, được xưng là ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng sẽ bị cắn nuốt thành một đống xương trắng, cái mà trùng độc cắn phá chính là thân xác, nhưng trùng hợp hắn lại có một cơ thể cảnh giới sinh tử, thân xác kim cang, có hai loại sức mạnh sinh tử trên người, phá được thì sẽ chữa trị được. Trùng linh cương thi cắn xé cơ thể cường hãn của hắn cũng hao phí rất nhiều sức lực, cho dù là phá được cơ thể hắn thì sức mạnh sinh tử trong cơ thể sẽ chữa trị một cách nhanh nhất, với Dương Bách Xuyên mà nói thì chiêu này không hề có tác dụng. Mà trùng linh cương thi là kịch độc, nọc độc xâm nhập vào trong cơ thể có thể chết người, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm ngộ được, biết cách tránh nọc độc phá hư cơ thể, trùng linh cương thi của Khúc Minh Yên định trước thất bại.
Nói tới khí độc huyền minh, đây là khí độc nhắm tới nguyên thần, quả thực là vô cùng mạnh. Dương Bách Xuyên vừa tiếp xúc đã biết, khí độc huyền minh của Khúc Minh Nguyệt không hề thua kém độc băng phách thiên tảm trong nguyên thần của Lâu Hải Đường, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mà sau khi hoàn thành, Dương Bách Xuyên lại biết được làm thế nào để phòng ngự loại độc này xâm nhập nguyên thần, vậy nên ngay từ lúc bắt đầu, khí độc huyền minh đã không thể tiến vào nguyên thần của Dương Bách Xuyên. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên đã triệu hồi mệnh tinh thần tượng là chuông Đông Hoàng, lấy sức mạnh tinh thần điều khiển chuông, những phù văn bí ẩn trên chuông Đông Hoàng mà ngay cả hắn cũng không biết đã bay ra ngoài, diệt sạch khí độc huyền minh và trùng linh cương thi chỉ trong nháy mắt, khiến cho Khúc Minh Nguyệt hoảng hốt. Dương Bách Xuyên thừa cơ chém xuống một kiếm, chặt đi một tay của Khúc Minh Nguyệt, khi vung kiếm thứ hai muốn lấy đi mạng của ả thì lại không ngờ, sư phụ của Khúc Minh Nguyệt Nguyên Tiên Sư xuất hiện. Không nhìn thấu được Nguyên Tiên Sư, trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu hoảng, địa tiên tam chuyển không phải là hạng người mà hắn có thể trêu chọc được, với tu vi hiện tại thì hắn vẫn phải ngước đầu nhìn người ta. Nguyên Tiên Sư xuất hiện mà không hề có dấu hiệu cảnh báo nào. Càng không biết. Lão ta dùng cách nào để cứu Khúc Minh Nguyệt, kiếm đồ long của hắn còn rơi trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên mà Dương Bách Xuyên bị người ta đánh rớt kiếm một cách khó lường như vậy, trong lòng bắt đầu không bình tĩnh. Nguyên Tiên Sư vừa xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của Dương Bách Xuyên chính là xong đời rồi, hắn không thể nào địch lại cường giả cấp bậc này. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu như Nguyên Tiên Sư thật sự muốn giết hắn thì đã sớm ra tay, trực tiếp một chiêu lấy mạng. Không cần phải đánh rớt kiếm đồ long trên tay hắn. Thế nên Dương Bách Xuyên nghĩ, tạm thời Nguyên Tiên Sư sẽ không giết hắn, hơn nữa hạng người như lão ta sẽ không giết hắn trước mặt nhiều người như vậy, thế thì chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Càng là siêu cấp cường giả, đặc biệt là hạng người đứng trên đỉnh thì càng quan tâm tới mặt mũi, đây là điều mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy từ trên người sư phụ Vân Thiên Tà, lúc hắn nhờ lão đầu làm chút chuyện, đa số lão đầu đều đáp nào là xấu mặt, mất thể diện. Có lẽ Nguyên Tiên Sư không trực tiếp giết chết hắn cũng vì lý do này. Huống chi, nếu Nguyên Tiên Sư muốn giết thì Dương Bách Xuyên cũng biết, trước loại cường giả siêu cấp như vậy, hắn căn bản không có sức đánh trả. Sau khi nghĩ tới đây Dương Bách Xuyên cũng không xoắn suýt nữa, cứ thuận theo tự nhiên vậy, hắn không tin Nguyên Tiên Sư sẽ không cần mặt mũi ỷ lớn hiếp nhỏ mà giết chết hắn. Hơn nữa, đồ đệ của lão ta là Khúc Minh Nguyệt hạ độc với thú cưỡi của hắn trước, sau đó còn muốn giết chết hắn. Người sai là đồ đệ của lão ta mới đúng. Mặc dù đối phương là cường giả, nhưng cũng là người, hơn nữa còn là cấp bậc cao thủ, lão ta cũng phải nói lý đúng không? Nếu như Nguyên Tiêu không biết xấu hổ mà không thèm nói lý, Dương Bách Xuyên hắn cũng chẳng phải trái hồng mềm, cho dù chết thì hắn cũng phải kéo theo vài người đệm lưng, ví dụ như Khúc Minh Nguyệt. Lúc này, Dương Bách Xuyên đứng không nhúc nhích, nhìn về phía Nguyên Tiên Sư, mà đối phương cũng đang đánh giá hắn. Trên mặt còn mang theo ý cười, dáng vẻ như rất hứng thú, không hề nhìn thấy chút tức giận nào. Nhưng Khúc Minh Nguyệt lại khóc nức nở nói với Nguyên Tiên Sư, sư phụ, .xin sư phụ làm chủ cho đệ tử, thứ tiện chủng này, hắn chặt đứt cánh tay, còn muốn giết chết đệ tử. Câm miệng, Nguyên Tiên Sư trầm giọng quát, nhưng là nói với đồ đệ Khúc Minh Nguyệt của mình, giọng nói không lớn lại tràn đầy uy nghiêm, cả người Khúc Minh Nguyệt lập tức run rẩy. Mặt mũi trắng bệch không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Dương Bách Xuyên lại có chút ngạc nhiên, hắn tưởng Nguyên Tiên Sư sẽ nhắm vào mình nhưng không ngờ lại là quát mắng Khúc Minh Nguyệt. Lúc này, Nguyên Tiên Sư nói, ngươi còn có mặt mũi mà nói sao? Đường đường tu vi độ kiếp sơ kỳ, đánh không lại hợp thể sơ kỳ thì thôi đi, dùng độc còn rối tinh rối mù, khóc nháo cái gì? Vi sư đã nói với ngươi rồi, tu hành chính là tu tâm tu tính. Phải học đối nhân xử thế, nhưng ngươi có bao giờ nghe đâu, tính cách thì ương bướng, không sửa đổi thì sớm muộn gì cũng thiệt thòi, ngươi đã nghiêm túc nghe lời dạy của vi sư chưa? Đệ tử biết sai, Khúc Minh Nguyệt cúi thấp đầu, ánh mắt xoẹt qua một tia căm giận, nhưng ngoài miệng thì vẫn nhận lỗi. Lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Bách Xuyên cũng có thiện cảm với Nguyên Tiên Sư. Không hổ là Nguyên Tiên Sư, làm người phải biết đối nhân xử thế. Hôm nay Khúc Minh Nguyệt bức hiếp, dùng độc với thú cưỡi của người khác vốn đã không đúng, nhiều người cảm thấy rất khó chịu nhưng lời này của Nguyên Tiên Sư lại phần nào giúp họ thoải mái hơn. Trong lòng Khúc Minh Nguyệt vô cùng ấm ức, rõ ràng là sư phụ nhà mình, nhưng không chừng chị Dương Bách Xuyên mà trái lại còn dạy dỗ mình. Nhưng nàng ta không dám tranh luận.
Nguyên Tiên Sư tiếp tục nói, con phải học hỏi sư muội của con nhiều hơn. Nhìn coi tính cách của nàng tốt biết bao, con đừng có hơi tí lại thi đấu dùng độc. Con có danh hiệu tiểu độc phương nên tưởng mình là độc phương rồi hả? Hôm nay vi sư nói thật cho con biết, hiện tại thủ đoạn hạ độc của sư muội con còn mạnh hơn con so với nàng có ý nghĩa sao? Nếu con không tém lại, sau này ắt thiệt thòi lớn. Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ đi, nếu không phải hôm nay vi sư xuất quan thì con đã bị vị tiểu đạo hữu nào giết chết từ lâu rồi. Con tưởng mình làm một số chuyện, vi sư không biết sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.